Mấy người đi dự lễ cưới, cứ phải gọi là cười tới mỏi cả miệng. Bà Lan hàng xóm, vốn tính thảo mai, nói với bà Đào ngồi bên. Nhìn kìa, nhà ông trường trao vàng cho con dâu, cứ như là quải thóc cho gà ấy nhỉ. Cứ phải gọi là kín người, xem ra cô con dâu này thật là tốt số. Bà Đào lại chẳng phải người có khiếu ăn nói mà vũ phàng đáp lại. Ôi dạo ơi, tốt số hay không thì chỉ có sau này về mới biết được cô dâu nào mà chả đẹp nhất trên đời. Mẹ chồng nào ngày cưới, chả phải già nào với con dâu. Để em trưởng khách về, thì mặt cũng đổi, lúc ấy ai biết. Bà Lan lại ghé tai hỏi. Sao bà lại nói thế? Hay là hóng biến được gì rồi à? Bà Đào làm vẻ thông tuệ giảng giải. Ờ, thế bà sát vách lại không nghe được chuyện gì à? Bà Viễn đâu có ưng cô con dâu này. Bà ấy nhắm con Mai lẳng bên cơ. Nhưng mà thằng Hùng, nó cương quyết yêu con bé này nên bà ấy mời phải ép dạ cầu toàn cho quý tử tọa nguyện. Hình như cô dấu có bầu rồi đấy. Bạn Lan nghe thùng câu chuyện thì gật gù. Ừ, ra thế hả bà? Cuộc đối thoại triệt kết thúc khi ông Khiêm cũng là hàng xóm gắp cho mỗi bà một con tôm rồi lên tiếng rõ to. Hai bà ăn cỗ đi, xem thử nó ngon nó ngọt như thế nào nào. Xong rồi uống với cả mâm chén rượu mừng cho đôi trẻ chứ. Cứ làm như tỷ năm mới thấy nhau mà cứ thì thả thì thụt. Dì ra dì dầm Hai bà cười gượng im lặng Gắp miếng giò đưa lên miệng Bỏ mặc con tôm chỏng chơi trong bát Đúng lúc ấy Ông trường dắt vợ tới bàn mấy người hàng xóm mà cảm ơn Này thằng Hùng nhà tôi Cháu nó thành ra lập thất Phận cha mẹ Xem như cũng phần nào hoàn thành trách nhiệm Xin các ông bà mừng cho gia đình tôi Bữa tiệc cứ thế diễn ra Và đám cưới cùng những thủ tục nghi lễ Nhiều bao cái đám cưới khác ở làng đông này lại một gia đình nhỏ được xây dựng một cô gái quắc lên mình cái danh làm dâu lại giới thiệu về chú rể la thế hùng thì đại cái ngoài con một độc đinh ra thì tính hùng khá tốt chỉ có một nhược điểm là quá nghe mẹ việc làm duy nhất hùng cãi lời mẹ là việc cưới linh cho rằng thực ra cũng chẳng phải cương quyết hay manh động gì chỉ là cậu đẩy cha mẹ vào thế đã rồi mà buộc phải chấp nhận Nhớ lại khi Hùng lên tình học cao đẳng y dược, ngày cậu sinh viên chập chững còn lạ nước lạ cái, ở cái nơi phồn hoa thì gặp Linh đi phụ bưng bê quán phở ở trên đó. Hùng lần đầu tiên gặp Linh đã thích cô, cậu dần hay lui tới thành quán quen. Sau biết được hoàn cảnh khó khăn của Linh thì lại càng mến. Nói về Linh, cô là gái quê ở huyện khác, cách nhà Hùng dễ phải tới 50 cây. Vì bố bệnh tật mẹ chỉ lo đồng áng, không thể nuôi hai đứa con tuổi ăn tuổi học. Thường mẹ, Linh bỏ học đi lên tỉnh làm thuê cho chủ quán vở, cũng là người họ hàng xa. Lúc đầu, Linh tự ti không dám đón nhận tình cảm của Hùng, nhưng anh rất chân thành nên cô cũng nhận lời. Ngày tháng trôi qua, khi tình cảm lớn dần, công việc đã được bố mẹ lo cho, chỉ cần về quê là làm ở phòng khám tư nhân trên thị trấn. Thế nên, Hùng nghĩ tới lúc mình cần ổn định tương lai, nên nói với Linh. Anh nghĩ tình cảm đã tới lúc chín mùi rồi. Chúng ta đã đến lúc về chung một nhà rồi. Ý em thế nào? Linh đo lắng ôm chặt người yêu. Nhưng mà sợ hoàn cảnh em không tương xứng. Em lại là đứa vụng về thế. Nên bố mẹ sẽ không hài lòng thì sao? Hùng Trấn An. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Có anh đây rồi. Em thấy em rất ổn. Thời đại này ai còn quan niệm môn đăng hộ đối? Quan trọng là anh yêu em anh tin tình yêu của mình đủ lớn, em yên tâm. Yêu nhau 3 năm trời, Linh đương nhiên tin tưởng người đàn ông ấy, dù trẻ hơn cô 2 tuổi, nhưng với Linh thì Hùng là người đàn ông đáng để dựa vào. Vậy là cô gật đầu đồng ý. Ngày Hùng nhận bằng cử nhân cũng là ngày anh muốn dắt Linh về ra mắt. Tối hôm đó, cậu ta gọi điện về cho mẹ thông báo. Mai có dự tốt nghiệp rồi sẽ về quê luôn mẹ ạ. Bà viện hớn hở. Vậy hả con? Thế sao không ở dưới đó, chơi vải hôm với bạn bè rồi hãy về. Khủng vui vẻ đáp lại. Bà nằm ở đất phố rồi còn gì nữa hả? Bạn bè con, chúng nó đa số cũng muốn vác bằng về khoe với gia đình mà mẹ. Còn cũng vậy, bao năm bố mẹ vất vả vì con rồi. Bà Viễn vui tới không giấu nổi. Ừ, con nghĩ thế cũng phải. Thế thì bố mẹ chờ con về. Bố mày cứ mong mãi đấy. Cứ mong mày về, mới thiệt con gà trống đây này. Hùng cũng nhân lúc mẹ vui mà thông báo. Dạ, mày có dẫn cả bạn về đấy mẹ ạ. Bà Viễn vội vàng hỏi lại. Bạn, bạn thế nào đấy con? Trai hay là gái? Bên kia trước cửa phòng Hùng lại có lâm gọi và rất lớn. Mày chưa đi liên hoan à? Cả lớp đi rồi đấy. Thôi tao đi đây. Mày đúng là chúa lời mẹ. Hùng ngước lên nhìn đồng hồ rồi nói vọng ra. Đi trước đi. Tao thay đồ đi bây giờ đây. Rồi cậu quay lại trò chuyện với mẹ để kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng. Thế mẹ nhá, con bận rồi, mai con và bạn con về ạ. À? Bà Viễn chưa nghe được câu trả lời của con trai mà cậu quý tử đã vội cúp máy, bà lẩm bẩm nói với chồng. Nó bảo về với bạn, cũng chả biết bạn thế nào, mà tôi vẫn sẽ gọi cái mai nhậu Minh sang chơi đấy. Ông trường có vẻ không hài lòng đáp lại. Tùy bà, nhưng mà bà cũng suy nghĩ xem liệu có nên vội vàng thế không? Bà Viễn chẳng đáp lại chồng mà đi thẳng xuống bếp. Hôm sau, khủng dẫn Linh về trong buổi chiều nắng nhẹ. Cánh đồng lúa đã chín vàng, chờ gặt, chờ chạy dọc theo con đường bê tông mới, lại khiến khung cảnh càng trở nên thơ mộng. Linh tay sách túi quà theo sau người yêu. Đến ngõ, cô run run níu tay Hùng lại thì thào. Anh ơi, em cảm thấy hơi sợ. Hùng trấn an. Có gì đâu, em cứ thoải mái, đừng có nặng tâm lý quá, bên cạnh còn anh mà linh gật đầu rồi thở một hơi thật sâu cho trấn tĩnh lại rồi dọc bước theo hùng vào nhà còn cậu ta gọi lớn bố mẹ ơi con về rồi đây bà viễn bỏ dở cả nồi cá kho chạy lên ông trường cũng nhanh chân ra đón con thấy phía sau lưng hùng là một cô gái thì bà viễn cực lại tỏ ý không vui nhưng mà cũng tỏ thái độ rõ ràng ngay mà chỉ ngây người đôi chút linh lễ phép chào con chào hai bác ạ à. Hùng cũng tiếp lời giới thiệu. Đây là Linh, bạn gái con ạ. À? Bà Viễn lần này thất vọng, lạnh nhạt đáp. Chào cháu. Ông Trường lại lịch sự mà mời. Thế hai đứa vào nhà nghỉ chút đi, đường ra chắc cũng mệt rồi. Lần đầu tiên chạm mặt, Linh cũng ngỡ ngàng bật ngửa với thái độ rừng rưng của mẹ chồng tương lai. Linh cảm thấy ở đây cô không được chào đón. Nhưng chẳng thể bỏ về, khi vừa tới nơi, Linh lại lấy bước theo Hùng vào nhà ông Trường lại từ tốn pha trà rót nước rồi nhẹ nhàng hỏi. Cháu đây nhà ở đâu thế? Linh run run thành thật trả lời. Còn nhà ở Bâm Dương huyện Thủy Điền ạ. À? Ông Trường gật gù. Thế là các huyện bác đấy nhỉ? Là ấy người... nghe đồn lắm ma phải không? Chẳng hiểu ma vong hay là ma đầu đen nữa. Linh sợi sùng không biết đáp thế nào thì ông Trường lại hỏi. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Lần này Hùng thay người yêu trả lời. Bọn con quen nhau từ khi con mới lên trường nhập học bố ạ, yêu nhau cũng 3 năm rồi. Ông trưởng không mấy hài lòng về thái độ của con trai, cứ như là ông ăn thịt người yêu nó vậy. Còn bà Viễn lúc này không để yên được nữa mà phải ra tay. Bà ta ngồi xuống ghế và bắt đầu những câu hỏi mang tính điều tra. Nhà cháu có mấy anh chị em, bố mẹ làm gì? Linh bối rối trả lời. Bố cháu bị tiểu đường và vương xương khớp, nên yếu lắm. Mấy năm nay mẹ cháu làm việc đồng áng thôi ạ dưới cháu còn một em trai kém 5 tuổi nữa. Bà Viễn thở dài thườn thượt, tỏ vẻ ngắn ngầm mà hỏi tiếp. Thế công việc của cháu là gì? Ăn học có đàng hoàng không? Hay là... Trước thái độ khó chịu của mẹ với người yêu, khủng lên tiếng can ngăn. Kìa mẹ, mẹ đào bới sâu quá rồi đấy. Bà Viễn quay lại gắt với con trai. Không lẽ mẹ muốn tìm hiểu về bạn gái mày là sai à? Tao phải biết nó thế nào, ra cảnh ra sao chứ? Không lẽ một đứa ớt ơ Lai lịch bất minh Cũng tự dưng về đây làm dâu được à Hùng bất lực mặt cứ xị ra Còn Linh thì bắt đầu sợ hãi Nhưng cô vẫn lý nhí trả lời Cháu học hết lớp 12 Thì lên thành phố làm phụ quán cho họ hàng ạ à. Nghe người yêu con trai nói thế Mắt bảo viễn ngước lên nhìn chằm chằm Linh Như thể muốn nói rõ ràng Tôi chẳng đời nào chấp nhận một đứa nghèo hèn như cô làm dâu đâu. Đúng khi bầu không khí nặng nề ấy, như hút hết oxy, để bốn con người đều cảm tưởng như không thở nổi. Thì có tiếng con gái ngoài cửa ý éo, cứ gọi với cái giọng ỏng ẹo điệu chảy nước. Con chào hai bác ạ, à, con mới tới ạ. À. Bà Viễn ngó ra thấy Mai, thì hớn hở, như được cho tiền, vội vã đón chào vồ vập. Còn đến rồi đấy à, bạn mong còn mãi. Ông trưởng cũng đon đả. Vào đi con. Mai cũng không khách sáo, mà tỏ ra rất thân quen tự nhiên bước vào. Tay sách túi hoa quả, đặt luôn lên bàn và miệng díu xít. Còn có chút quà biếu bác ạ. À. Rồi cô ta thấy Hùng thì như muốn nhảy cẫng lên mà gieo hò. Ôi, anh Hùng về rồi à? Lâu này, hai bác mong anh lắm đấy. Lần nào em qua nhà, các bác cũng nói là nhớ anh. Làm em cũng nóng lòng, mong gặp anh quá. Hùng giữ phép lịch sự đáp lời. Chào Mai nhá. Anh vừa về. Đây là bạn gái anh. Mai trong lòng tức tối nhưng vẫn dọn ra thảo Mai để chào Linh. Ôi chị xinh quá Em chào chị ạ à. Em cũng được xem là thanh mai trúc mã của anh Hùng đấy Thế mà con người yêu cấm có kể với em gì cả Linh gật đầu ngại ngùng đáp lễ Cô nhìn Mình mang theo góc bàn Mà chưa kịp nói biếu Thì đã bị bố mẹ người yêu sàn cảnh Đến lúc luống cuống Mà không biết mở lời thế nào Tiếng bà Viễn lại cất lên Thôi thêm mấy đứa ngồi chơi nhá Bác xuống chuẩn bị cơm nước Một loáng là xong thôi Mày nhanh nhầu dạ để con phụ bác một tay ạ à. ai lại để bác phục vụ bọn con thế bà viễn liền khen cô à không tiếc lời người đâu mà đẹp người đẹp cả nết còn mà làm dâu nhà nào á à, thì nhà đó có phúc lắm linh lúc này cũng đứng lên muốn xuống bếp mà nói dạ bác để con làm với bác ạ à. thái độ trái ngược như khi dành cho mai lần này bà viễn miễn cưỡng mà đáp ừ thề cháu xuống giúp bác một tay phụ quán lâu năm Kinh nghiệm chắc cũng phải biết ít nhiều chứ nhỉ. lệnh tái mặt lốn cố đi theo bà Viễn xuống bếp. Trước mặt cô lại là hình ảnh, mẹ người yêu, sắp tay cô gái khác vui vẻ và chỉ từng chút một, từng góc trong căn bếp, từ nơi để gia vị tới chỗ đặt rau thớt. lệnh cứ thế, lầm lỗi như cái bóng, từ xào rau, luộc thịt, chặt gà. Ở góc còn lại, bà Viễn cùng với Mai làm món nộm sứa và gọi. Bà vừa làm, vừa vui vẻ trò chuyện. Thỉnh thoảng, hai người đó cứ liếc mắt sang nhìn Linh, rồi lại vội vã đưa ánh mắt hướng về nơi khác. Trong lòng Linh lo lắng và bất an, mọi suy nghĩ trong đầu rối tung trở nên trống rỗng. Cô thấy nơi này không gian ngột thở và xa lạ từ con người cho tới cảnh vật. Người duy nhất Linh muốn thấy lúc này là người yêu thì Hùng lại đã vừa đi cùng ông trường tới đâu đó làm công việc riêng. Bữa cơm dọn ra khá thỉnh soạn, Bà Viễn gắp miếng đùi gà cho Mai rồi nói. Gà bác nuôi đấy, dài ngon và ngọt thịt lắm, bảo công đấu vất vả rồi. Hùng thấy thế, cũng gắp cho Linh miếng nem rồi nói với cô. Em ăn đi, món em thích đấy. Linh mỉm cười, đưa bát đỡ lấy miếng nem người yêu gấp. Bên cạnh bà Viễn lại dở bài tâm lý mà khen Mai. Con gái đầu mà khéo thế, tỉa bông hòa trang trí đũa nộm, cũng thấy cầu kỳ tinh xảo rồi con ạ. À. Bác nói thật chứ, nhà bác mà có đứa con dâu xinh, sán ngoan ngoãn khéo léo như con ấy thì tốt biết mấy linh tức tới nghẹn ứ cổ họng không nuốt nổi miếng nem hùng cũng khó xử ái ngại mà lên tiếng tất cả là do duyên ạ biết thế nào là tốt xấu muốn hay không muốn mà mẹ mong người như mai phải cưới anh bộ đội hay là công an nó mới chuẩn cô ấy là cô giáo tương lai cơ mà mai lại đáp sao anh nói thế em thì tin vào số phận ạ chỉ mong chồng mình là người tốt, chứ có quan trọng nghề nghiệp gì đâu. Bữa cơm đầy không khí gượng gạo ấy lại tiếp nối khi ông Trường nói. Kể cũng hay nhỉ, hai đứa biết nhau từ bé. Đến lớp vẫn rủ nhau đi chạy hè, đi thanh niên tình nguyện. Mà tính mỗi đứa một khác. Đứa mong làm cô giáo, đứa muốn làm dược sĩ. Bà Viễn lại hỏi. Mày còn học hai năm nữa con nhỉ? Thế cố gắng chăm chỉ học hành có công việc nghề nghiệp đàng hoàng mà ấm tấm thân. Mai vui vẻ cười mãn nguyện, bữa cơm lại cứ thế diễn ra. Người thấy có chịu chỉ có Linh, cô thấy rõ ràng sự không ổn ở đây. Nhiều chuyện không cần người ta nói thẳng thì thái độ của người ta cũng lại thể hiện một câu trả lời rõ ràng nhất. Mà điều Linh nhận thấy không thể bàn cãi là bố mẹ người yêu không thích cô. Dù đã biết thân biết phận để chuẩn bị tâm lý điều không hay này. Thế nhưng Linh vẫn thấy chạnh lòng tới thổn thức. Sự quý mến trái ngược mà mẹ Hùng đối với Mai như là gáo nước dội vào mặt Linh. Không, nói đúng hơn phải như cơn mưa rào mới chuẩn. Bữa cơm thân mật ấy cuối cùng cũng kết thúc. Khi Mai và Linh cách giáo dành nhau rửa bát, thì trên nhà bà Viễn đã gọt hoa quả của Mai mang tới. Lật quả lên, trong giỏ ra thế tối một phần, bà ta lặng lẽ cất bỏ. Sau khi bát đũa đã được hai cô gái giải quyết, thì bà lên tiếng gọi vọng xuống bếp. Hai đứa lên ăn tráng miệng nào. Cả Mai và Linh Đồng thanh thưa. Dạ, dạ. Lên nhà, Mai vừa ngồi xuống ghế, bà Viễn đã xoắn suýt. Lệ ngọt quá cơ, còn đúng là khéo chọn. Mặc những lời tân bốc của bà ta thì tất cả im lặng ăn hoa quả. Chắc chính ông Trường cũng thấy vợ mình định nọc một cách sống dượng, giả chân tới ghê cổ. Hùng cũng hiểu, Linh đã không được vui vẻ. Nhưng trước giờ một đứa con ngoan như Hùng cũng chỉ biết nín nhịn cho xong chuyện. Cậu ta cho rằng rồi bố mẹ sẽ chấp nhận Linh thôi, vì cô là người con trai mà ông bà yêu rất nhiều và bởi bố mẹ mình là người sống không tới nỗi nào. Nên có không hài lòng cũng sẽ vì con mà đồng ý. Thế đây, trên đời này bố mẹ luôn là tấm gương thiện lành của con cái. Mấy ai dám thừa nhận bố mẹ mình chẳng phải đứng phụ mẫu hiền từ. Ăn cơm xong, Hùng xin phép bố mẹ. Con chở Linh về cho sớm bố mẹ nhé. Cả đi cả về cũng 2 giờ đồng hồ, con sợ về muộn quá. Bà Viễn dãy lên. Thế còn cái mai, nó cũng là con gái đấy. Mẹ không an tâm để nó về một mình đâu. Hay là con chở nó về trước đi. Hùng chưa biết đáp lại thế nào, thì mai lên tiếng giải vây và thể hiện mình là người con gái đáng thương thiệt thòi. Không cần đâu bác ạ, à, con tự về được mà. Để anh Hùng đưa chị Linh về, chứ bắt tội anh đưa con về rồi lại mới đưa chị Linh về thì chắc tới khuya lắm ạ. À. Thế thì còn lo cho anh Hùng lắm bà viễn lại suýt xoa với đứa con gái hiểu chuyện mà cảm thán thế bác lo cho còn lắm thần gái thế này tối đêm không an toàn hùng đứng ra giải quyết mai đi xe mà có đúng không vậy em đi xe còn anh sẽ chở chị đi theo sau thế là vẹn cả đôi đường qua nhà em anh sẽ theo sang làng hạ sang huyện cũng được mai lại tỏ ra buồn buồn thế thì anh vì em mà lại đi đường vòng xa thêm mấy cây số đấy đó là cách ổn thỏa nhất nên hùng cương quyết. Không sao đâu, cứ quyết định như thế đi, cũng không còn cách nào tốt hơn, nên cả nhà cũng phải đồng ý. Trên đường đi, Mai lấy làm hậm hực, cô à thật ra chẳng tốt lành gì, mà thậm chí đẩy mưu mô gian xảo. Thầy Linh đằng sau ôm chặt Hùng, khiến Mai tức tối, cố tình đi sát cho hai người ngại ngùng, khỏi thể hiện tình cảm. Thì đây, có một số người diễn rất giỏi, những gì người ta thể hiện bằng thái độ và lời nói ra bên ngoài lại không giống nội tâm bên trong nhưng kẻ như thế còn đáng sợ hơn là những người dám thể hiện thái độ chân thật với người khác đi hết đường tới ngõ rẽ vào nhà mình thì mai đi chậm lại vui vẻ nói với hùng em về nhé anh đưa chị về đi hôm nào anh chị vào nhà em chơi hùng cười một cái lấy lệ rồi phóng vút đi lúc này linh mới nói với người yêu em lo lắng vì thấy bố mẹ không ưng em ạ Em lo lắng vì thấy bố mẹ không ưng em. Người mà bố mẹ anh mong làm dâu là Mai cơ. Khủng phủi đi. Cứ suy nghĩ linh tinh. Mai về anh là quen biết từ bé. Đời bố mẹ tới đời bọn anh đều biết nhau và chơi cùng từ bé mà. Đương nhiên là bố mẹ rất quý Mai. Còn em mới về lần đầu nên bố mẹ còn chưa biết em thế nào thôi. Linh không cho là như vậy. Cô lại nói. Nếu bố mẹ nhất quyết phản đối thì anh tính sao đây? Hùng tỏ ra rất rõ ràng quan điểm. Em sẽ khiến bố mẹ phải đồng ý mà vui vẻ đón em về. Nên hãy tin anh. Linh im lặng không nói, nhưng lòng cô dối bời. Cô yếu Hùng nhiều quá, nhưng mà bố mẹ anh không thích cô. Nếu Hùng cứ cương quyết để bố mẹ phải nhượng bộ, thì thực tâm họ cũng đâu có hài lòng cơ chứ. Nhưng mà nếu buông tay người mình yêu ba năm qua, thì Linh không thể. Linh không hề trách bố mẹ Hùng. Cô tự thấy rằng bản thân mình hèn kém, không xứng với con trai họ. Thế nên họ mới vậy. Vậy tới nhà, Linh vào luôn mà không để Hùng vào nhà. Muộn rồi, anh về kèo khuya. Hùng lại hứa hẹn. Xin phép bố mẹ cuối tuần anh lên nhé. Linh vui vẻ đáp lại. Vâng ạ. Bóng Hùng vụt đi, hòa vào cả bầu trời đầy sao huyền ảo. Đâu phải cậu ta không lo. Hùng cũng biết thái độ cha mẹ mình là không ưng. Nhưng cậu ta lại có niềm tin mãnh liệt rằng họ sẽ đồng ý thôi. Hùng về tới nhà cũng khá khuya. Nhưng bố mẹ cậu ta vẫn chờ ở phòng khách. Hùng đoán chắc là họ chờ mình để nói chuyện, nhưng vẫn hỏi. Bố mẹ chưa đi ngủ à? Ông Trường chứng tỏ là người đàn ông trụ cột gia đình, mở lời trước. Con ngồi xuống đi, bố mẹ có chuyện muốn nói với con đấy. Hùng vâng lời làm theo, tiếp đó là bà Viễn mới là người chủ trì mọi chuyện và ra chỉ thị. Con dừng lại cái chuyện tình cảm với con Linh đi. Bố mẹ thấy hai đứa không hợp nhau đâu. Bố mẹ cũng không ứng nó làm dâu nhà mình. Hùng phản đối bọn con yêu nhau lâu rồi ạ tình cảm cũng rất sâu đậm không phải nói rất là rất được mẹ ạ hơn nữa mấy năm qua yêu linh bọn con không hề thấy sự khác biệt chính con lại thấy con hợp với linh cô ấy là người con gái rất tốt ạ bà biển lắc đầu tốt hay không mẹ chả quan tâm mẹ chỉ nói rằng nó không hợp nó không học thức không nghề nghiệp mẹ nuôi con ăn học không phải để con cưới một đứa con gái có hoàn cảnh nhân thân như thế đâu còn với cái mai bao năm quen biết lại không bằng nó mới gắn bó ba năm sao? thế nên có phải nghe mẹ không không chịu mà cãi lại chuyện tình cảm không thể nói là quen ai trước ạ à. con quen mai nhưng chỉ có cô ấy là em gái sao lại có chuyện yêu đương được con chỉ xin mẹ cho linh cơ hội có tiếp xúc với linh nhiều mẹ sẽ thấy học vấn không quan trọng bằng một cô vợ tốt ạ à. nghề nghiệp cũng không phải là thước đo hạnh phúc linh chăm chỉ chịu khó và chưa từng dựa dẫm vào ai ạ à. Ông Trường lúc này mới nói. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Hùng lại năn nỉ. Con xin bố mẹ cho con được làm theo ý mình lần này đi ạ. Để con tự quyết cuộc đời của mình được không? Bà Viễn gia tăng sức ép. Nếu mày lựa chọn nó, thì từ mẹ đi. Coi như hai mươi mấy năm qua tao nuôi mày phí công Mày cứ xem như mẹ mày chết rồi. Hùng sững sờ trước thái độ cứng rắn của mẹ. Chỉ biết xuống nước mắt. Mẹ à, mẹ bình tĩnh đã. Bà Viễn lại ra tối hậu thư mẹ nói vậy rồi mày tự suy nghĩ hùng im lặng cậu không muốn để mẹ phải phiền lòng nhưng chắc chắn không muốn mất người con gái mà mình yêu bà hương mẹ của linh thấy con gái từ hôm tới nhà người yêu lại có vẻ không vui vốn bà không định gặng hỏi thế nhưng cứ băn khoăn mãi cuối cùng thì bà hương cũng mở lời từ hôm con được cậu bạn đưa về mẹ cứ thấy con buồn buồn có chuyện gì phải không còn cứ mở lòng mà chia sẻ với mẹ mẹ không chắc sẽ giúp được con nhưng mà mẹ sẽ cho con lời khuyên con gái ạ à. linh lúc này mới bộc bạch mẹ ơi con đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà hình như bố mẹ anh hùng không quý mến con dù anh ấy nói không bao giờ rời xa con kể cả bố mẹ anh ấy có phản đối nhưng mà con vẫn thấy không ổn bà hương trở nên trầm mặc cuối cùng mới nói tiếp theo mẹ thì con nên cân nhắc về chuyện này tôi cố chấp để rồi sau này hối hận con ạ à. Nếu buông được thì buông, để tất cả sau này không phải khó xử hay dằn vặt. Họ không ưng con thì có rất khó để họ thương, người chịu khổ đầu tiên sẽ là con đấy." Linh đáp lại một câu nhưng rất nặng nề. Dạ. Về phía Hùng thì cậu ta cũng đang rất lo lắng, khủng vẫn quyết tâm muốn lấy Linh làm vợ, thế nhưng trước mắt cũng không thể bố mẹ quá phiền lòng. Cậu ta cũng phải hạn chế liên lạc với Linh những lúc có bố mẹ, thành ra cứ phải lén lút như ăn trộm. Gần tới cuối tuần, cũng là ngày hẹn với Linh, thì Hùng nói với người yêu. Mà anh tới chơi nhé, em nói với mẹ chưa? Linh ấp úng. Nhà em thì không sao, nhưng bố mẹ anh có đồng ý cho anh lên đây không? Hùng quả quyết. Anh lớn rồi mà. Linh giờ mới đáp. Vậy, mai mình gặp nhau nhé, em rất nhớ anh. Hùng vui vẻ. Anh yêu em nhiều lắm, vậy mình gặp nhau sau nhé. Linh đáp ngoan ngoãn một tiếng dạ rồi cúp máy. Mấy ngày qua cô cũng nghĩ hay là chia tay Hùng Nhưng mà trái tim mềm yếu vì yêu khiến Linh không can tâm buông bỏ Bây giờ chỉ có thể cùng cho nhau cơ hội xem thế nào rồi tính Bên kia bà Viễn nghe lỏm cuộc nói chuyện của con trai câu được câu trăng Vậy nhưng cũng rất tức tối bà ta gắt lên Mày có nghe lời mẹ không hả à, Hùng? Mẹ nói vậy mà mày vẫn liên lạc qua lại với cái đứa con gái hèn kém đó à? Hùng lại tìm cách xoa dịu mẹ. Mẹ, mẹ đừng căng thẳng quá mà, con lớn rồi, mẹ để con tự quyết định cuộc đời của mình được không? cứ xem như cho bọn con thời gian thử thách thôi. bà Viễn cau mày, tôi không có thời gian nhiều thế để chơi trò thử thách với anh. công việc tôi chạy cho anh không phù hợp dễ dàng đâu. nghe tin công việc khùng sốt sắng, con sắp được đi làm rồi à mẹ? bà Viễn gật đầu, Ừ, mai cùng với bố mày sang nhà cái Mai cảm ơn bố nó một tiếng cũng là nhờ bố nó làm ở sở y tế. Nói một tiếng, mới nhanh chóng vậy. Hùng lại không đồng ý. Mai còn còn có việc phải đi rồi, để không khác được không ạ? Bà Viễn réo lên. Mày lại hẹn hò với con Linh kia chứ gì? Mẹ đã nói rồi, mày không nghe cứ bỏ tốt chọn xấu thì liệu thần hồn. Còn ơi là con, mày ngu lắm. Hơn nữa, cuối tuần thì ông Minh mới về nhà. Mày không biết cơ hội à con? Hùng dừng dưng, nhưng cô tránh vấn đề về chuyện sẽ tới nhà Linh mà cãi mẹ. Nhưng mẹ con bận rồi, hai mẹ để bố đi một mình, không thì bố mẹ đi được không? Bà Viễn hậm hực mắng mỏ con trai, nhưng Hùng đành im lặng khiến bà ta tức tối không biết làm sao. Hôm sau như đã hẹn, Hùng tới nhà ra mắt bố mẹ Linh. Trong nhà tiếng bố Linh thở dốc hồn hển gọi vợ. Mình, mình ơi! Bà Hương hình như mang thuốc tới, rồi nói rất nhỏ tôi đây tôi đây giờ đây hùng mới nhìn rõ căn nhà của linh xung quanh khuôn viên nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàng đến nỗi đi hai bên cũng được trồng hàng hoa cúc thật đẹp căn nhà cấp bốn chắc đã được xây từ lâu nên tường nhuốm màu thời gian hoen úa và bong chóc hùng khựng lại đôi chút vì xót xa khung cảnh tiêu điều đó sau đó mới bước vào và lên tiếng con chào hai bác ạ con là hùng bạn trai linh ạ Hôm nay con đường đột lên thăm nhà ta, mong hai bác không trách ạ. Ông Minh rất cơn ho, vẫn không nói nổi mà đấm ngực thùm thụp rồi lại gật đầu. Bà Hương niềm đầu đáp lại. Hùng à con, hôm qua cây lĩnh cũng nói với bác là có tới chơi. Chờ một tí nhá, em nó ra sau nhà cho lợn thôi. Hùng với phong thái ung dung tự nhiên đặt hộp quà xuống bàn rồi lại thưa. Dạ, con có chút quà biếu hai bác ạ. À. Bà Hương nhanh nhẩu. Ôi! Gọi tới chơi là quý rồi, khách giáo làm gì? Rồi không để hùng kịp đáp, bà đã lớn giọng gọi con gái. Linh ơi, Linh à, và cho mẹ ấm trà tiếp khách đi con. Linh sau nhà vâng một tiếng, lát sau lên tới thấy hùng thì cô bớt sắc mỉm cười. Trái ngược với thái độ của bà Viễn, ông Trường thì bố mẹ Linh tiếp đón Hùng rất niềm nở, chu đáo. Đến ngay cả Hùng vì thế cũng có đôi chút hổ thẹn. Này Hùng tới chơi, ra mắt rồi đưa Linh lên thành phố luôn, để cô tiếp tục công việc. Ông Minh sức yếu, lại chẳng hiểu chuyện gì, nhưng bà Hương thì đã biết tất cả. Trước khi hai đứa lên đường, bà còn dặn Hùng: còn gái bác trước giờ không phải là đứa hư hỏng u xi si, rốt nát. Bà cũng rất quý con, nhưng nếu con không thể thuyết phục được bố mẹ con vui vẻ, bằng lòng cưới con gái bác cho con, thì bác cũng quyết không đồng ý. Hùng hứa hẹn chắc như đinh đóng cột. Vâng ạ, bác cứ tin ở con, lĩnh tốt như vậy, bố mẹ con sẽ quý mến cô ấy ạ. Chả qua là bố mẹ con chưa hiểu hết về Linh thôi. Bà Hương nhìn Hùng đầy lo lắng, nhưng chắc không nỡ làm đôi trẻ suy nghĩ thêm, nên không nói gì nữa. Trên đường chở Linh lên thành phố, Hùng hỏi cô. Nếu thời gian chờ thuyết phục bố mẹ khá lâu, thì em có chờ anh không? Linh không suy nghĩ gì mà đáp lại. em chờ anh, bao lâu cũng được cũng chỉ mong bố mẹ anh có suy nghĩ tốt hơn về em. Họ lại nắm tay nhau thật chặt. Đến đường cua, mải tâm sự, lại lái xe không an toàn, khiến cho Hùng không làm chủ được tay lái mà tai nạn đã xảy ra. Khi xe máy của cậu đâm lên rìa vỉa hè, khiến xe loạn trọng rồi lao lên đó. Hùng đập đầu xuống đất bất tỉnh. Linh sợ hãi lồm cồm bỏ dậy đỡ người yêu rồi gọi cậu ta. Anh Hùng, anh Hùng ơi, anh tỉnh lại đi. Người đi đường và dân gần đó bắt đầu túm lại rất đông, chỉ có Linh sợ hãi kêu gọi. Xin hãy giúp cháu với ạ, ai đó gọi cấp cứu cho cháu với. Chỉ 10 phút, xe cấp cứu bệnh viện tỉnh đã tới nơi và hú còi inh ỏi. Xe vừa dừng bánh, đội ngũ y tế lưu động bước xuống xe cứu thương và chuẩn đoán nhanh rồi đưa Hùng lên xe vào bệnh viện. Linh ngồi trong xe, nắm chặt tay người yêu khóc dưng dức, luôn miệng cầu xin lại bể trên tại thượng cho người yêu con tỉnh dậy và tai quan nạn khỏi phải trả bất cứ giá nào con cũng cam chịu Không được đưa vào viện chụp chiếu với kết luận sơ bộ là tổn thương mô não mềm linh hốt hoàng hỏi bác sĩ thế là thế nào ạ à? như vậy anh ấy có tỉnh lại không ạ à, bác sĩ xin bác sĩ cứu anh ấy ạ à? ông bác sĩ già khuôn mặt điềm tĩnh không biểu cảm đáp lại thông thường thì sẽ tỉnh lại ngay vì bệnh nhân trong trường hợp này bị sốc tổn thương do choáng vì tai nạn, cụ thể là bởi cú va chạm vào đầu của anh ta. Tuy nhiên, nếu sáng mai vẫn không tỉnh lại thì phải tiến hành chụp cắt lớp, vì khả năng bệnh nhân đã bị tụ máu não như vậy rất nguy hiểm. Vừa được gieo hy vọng như niềm an ủi thì lại bị đè nặng vì hiểm họa rình rập. Lệnh không bình tĩnh được mà ngã quỵ xuống hành lang của bệnh viện. Lúc sau, khi đã chấn tĩnh, cô lấy điện thoại của Hùng gọi về cho gia đình cậu ta thông báo linh biết dù sao trong trường hợp này không thể giấu bố mẹ hùng được cũng may mật khẩu điện thoại hùng là ngày sinh nhật nên linh nhanh chóng truy cập được danh bạ vừa thấy tên lưu mẹ yêu thì cô vội vàng chạm vào mục quay số bên kia bà viễn thấy số con trai gọi về thì cũng nhanh chóng bắt máy nghe đầu dây tự nhận con là linh đây ạ à? bà viễn đã khó chịu tôi muốn tắt máy nhưng không thể quá vô duyên như vậy nên bà ta dịu giọng đáp ờ có việc gì vậy cháu? Linh run run thông báo. Dạ, con xin lỗi phải báo cho bác chuyện không hay ạ. Anh Hùng chở con quay lại thành phố. Nhưng không may, bọn con bị tai nạn. Anh Hùng đang nằm ở bệnh viện tỉnh ạ. Bà Viễn nghe được thông báo, thì kích động mà lộ bản chất thật. Bà ta không hề kiêng rẻ nữa, mà gằn giọng to tiếng với Linh. Cái gì? Cô nói cái gì cơ? Linh sợ hãi lắp bắp khẳng định. Dạ, anh Hùng, anh Hùng bị tai nạn nằm ở bệnh viện tỉnh ạ. Bà Viễn điên loạn cúp máy luôn rồi gọi chồng. Ông trường ơi, mau lên, mau lên, chúng ta phải lên bệnh viện tỉnh luôn bây giờ. Thằng hộp đưa con kia lên thành phố, bị tai nạn rồi, đúng là cái con cô hồn ám quẻ. Còn tôi có hề hấn gì, thì tôi thể tôi sẽ xé xác nó ra. Ông trường cũng rất bức xúc, nhưng lại có phần chấn tĩnh hơn mà đáp lại vợ. Mau lấy chút tiền, rồi chuẩn bị nhanh chóng. Tôi chở bà lên bệnh viện ngay bây giờ, còn chuyện khác tính sau đi bà viễn cũng nghe chồng lật đật mở tủ cầm sấp tiền rồi choàng qua cái áo khoác mỏng mà đi đóng hết tất cả cửa nhà vợ chồng họ đi một mạch không ai nói với ai câu nào tới cổng bệnh viện tỉnh cũng là tờ mờ sáng lúc này bà viễn mới rút điện thoại gọi vào số con trai linh vừa bắt máy bà ta đã dối xả con trai tôi đang ở đâu linh lễ phép đáp anh hùng ở phòng chăm sóc đặc biệt ạ dạ anh hùng đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ạ bác đang ở đâu để con xuống đón ạ à? Bà Viễn gắt lên. Tôi đang ở cổng bệnh viện đây. Cô mau xuống đây ngay. Linh không có thì giờ phán xét thái độ của mẹ người yêu mà tuổi thân hay oán hận. Cô nhanh chóng xuống tầng và ra cổng đón bà. Thế nhưng, vừa tới điểm hẹn, thì Linh lại gặp cả bố mẹ người yêu với thái độ nặng nề thể hiện rõ. Linh tự cho mình là kẻ có lỗi và bố mẹ Hùng cũng đang lo cho con nên không nhẹ nhàng hết sức chào rồi mới nói. Hai bác theo con ạ. À. Ông Trường hừ một tiếng rõ dài, rồi hất mặt chỉ vợ, đi thôi. Bà Viễn bậm môi căm tức và càng thêm ghét bỏ Linh. Đến phòng, thấy con trai tay chuyển dịch, đầu cuốn băng, lại bất tỉnh nằm đó, bà Viễn gào rú lên. Con ơi là con, tỉnh dậy đi con, con đừng làm mẹ sợ, mẹ chỉ có mỗi mình con thôi, còn cứ nằm đó thì mẹ lo chết mất con ạ. À. Chỉ mới gần sáng, việc bà ta làm thực sự là khó chấp nhận, lo sẽ ảnh hưởng tới người khác và nhiều bệnh nhân ở các phòng nữa nên linh can ngăn dạ mong bác bình tĩnh ạ à. giờ này cần để mọi người nghỉ ngơi ạ à. ông trường quay sang mắng linh nếu hai đứa không đi lên thành phố lúc chiều tối thì thằng hùng đâu có tai nạn cháu nhìn lại mình xem có phải đang dựa dẫm con trai bác quá không cháu cũng đâu phải là như các cô gái mới chập chững vào đời lên phố làm việc lẽ nào không dám tự đi ư linh cúi gầm mặt lý nhí con xin lỗi hai bác ạ à. Tất cả là lỗi của con. Bà Viễn như được thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong người. Bà ta tiến tới và một cái thật mạnh vào mặt Linh. Tiếng bốp vang vọng vừa dứt thì cô gái trẻ cũng ngã rúi rụi xuống nền phòng bệnh. Cộng với việc đã thức trắng cả đêm khiến cho Linh choáng váng và say sầm mặt mày. Bà ta lại gầm rú lên. Đúng, tất cả là tại cô, tại cô. Cô có biết không? Một đứa học hành không tử tế. Công việc thì hèn mọn như cô chỉ làm khổ con trai tôi thôi. Cô đã giúp được gì cho nó, hay ám quẻ để nó chẳng gặp được chút may mắn gì. Cô hãy cút cho xa, tránh xa con trai tôi ra. Linh nghe từng lời chỉ chết từ miệng mẹ hùng thì như cứng họng và hứng ngàn mũi kim đâm thấu tim gan. Cô đau lòng không nói nên lời, chỉ là nước mắt cứ rơi như mưa vậy. Ngày giây phút này, thầm tâm cô mách bảo phải rời xa người cô yêu. Cứ thế, cho tới khi mấy bác sĩ và hộ sinh đang trong ca trực, nghe to tiếng thì liền chạy tới mắng người đàn bà nanh nọc kia bà kia bà là ai bà có thôi đi không thì bà có biết đây là đâu không hả bà còn gây chuyện tôi gọi bảo vệ tống cổ bà ra khỏi đây đấy bệnh viện đang 5 giờ sáng mà bà lại làm loạn lên bà có biết suy nghĩ không bà việt lúc này mới sợ hãi im bặt ông trường lại thanh minh Các anh chị thông cảm con trai gặp nạn nên vợ tôi đau lòng mà khó kìm nén ạ à. Mấy nhân viên y tế nhăn mặt khó chịu, tỏ thái độ không chấp nhận kiểu người như bà ta. Đúng lúc ấy Hùng tỉnh lại, đậu đau như búa bổ lại bị tiếng ồn ầm ĩ làm nhức óc lên tận đỉnh. Miệng cậu ta chỉ có thể kêu rên yếu ớt. Tất cả mọi người đều túm lại và mừng vui khi Hùng đã có dấu hiệu tỉnh táo. Bà Viễn vội vã cúi xuống giường con trai hỏi thăm. Con trai, con trai của mẹ, con đã tỉnh rồi ư? Ơn trời, ơn tổ tiên phúc đức phù hộ độ trì cho con thế có thấy trong người thế nào hùng ôm đầu cảm thán còn đau đau lắm mẹ ạ bà viễn ôm lấy con gục xuống ngực nghe con tim đang đập đều của cậu con trai dường như là để an tâm hơn nhưng sau đó hùng lại hỏi người yêu linh linh đâu rồi ạ à? cô ấy có sao không ạ à? linh nghe thấy từ phía giường thì tiến lại sát bên gần với hùng em đây em đây rồi khung cảnh lãng mạn ấy làm bà viễn ngứa mắt tới lộn ruột Hùng nhìn Linh đường đó mới thấy an tâm. Tuy còn đau đớn, nhưng cậu vẫn hỏi người yêu. Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Linh lắc đầu. Không, em không hề hấn gì cả. Nhìn vết sức dài trên tay của người yêu, Hùng lại thấy thương. Cậu tự trách mình lái xe không cẩn thận mới khiến cho cô ấy bị thương. Dù là vết thương nhỏ, nhưng cũng thật đau lòng. Bà viện bên cạnh phá tan cái khung cảnh này, bà ta vội vã đốc thuốc bác sĩ. Chẳng phải giờ con tôi tỉnh rồi, thì các bác sĩ phải kiểm tra lại cho nó hay sao, không lẽ giờ lại để chậm trễ? Trước thái độ trịnh thượng, chẳng có chút hòa nhã của bà Viễn, đương nhiên bác sĩ không vui. Nhưng vì trách nhiệm với bệnh nhân mà vị bác sĩ trẻ không thèm đáp lời bà ta, nhưng quay ra phân phó cấp dưới. Y tá Huệ, cô mau thay đồ rồi để bệnh nhân đi làm các bước cơ bản đi. Y sĩ Hưng, cậu chuẩn bị phòng xét nghiệm và điện não đồ, các xét nghiệm chụp chiếu khác tới giờ làm việc. Tôi sẽ liên hệ các bác sĩ phụ trách để tiến hành. Hai người kia lễ phép đáp lại. Dạ. Trong lúc chờ kết quả, bà Viễn và Linh cùng chờ ở ngoài phòng. Không thể giả tạo thêm nữa, bà Viễn ra yêu cầu. Thực lòng mà nói, ngay từ lúc đầu, tôi chẳng ưa cô và không nghĩ sẽ đồng ý cho cô bước vào nhà làm dâu nhà tôi đâu. Thêm chuyện này nữa, tôi càng không thể chấp nhận nổi. Cô như thứ vòng ma cô hồn, hãm vía ám vào con trai tôi vậy. Tốt nhất để mọi chuyện không tồi tệ thêm, thì cô nên biết đường mà buông thằng Hùng ra. Tôi quyết không nhân nhượng. Vậy nên, cô đừng hòng dùng kế gì với tôi. Nói cho cô biết, cô còn non lắm, nên nhìn lại tuổi đời mình mà đừng cố đấu với tôi. Linh cũng không nhịn nữa mà đáp lại. Thưa bác, con và anh Hùng yêu nhau thật lòng. Cũng không phải như bác nghĩ rằng một đứa xuất thân kém, trình độ học vấn thấp như con bám lại anh Hùng đâu. Ngay từ khi anh ấy là cậu sinh viên, phải sống bằng nguồn chu cấp từ gia đình, thì con đã kiếm tiền bằng bàn tay, bằng công sức của mình để nhận về khoản thu nhập xứng đáng và sạch sẽ. Còn không phải có gì hổ thẹn, mà còn rất tự hào. Thế nên, con không thấy mình có điểm gì không xứng với con trai bác. Thế nhưng, bác cũng bày tỏ như thế này, thì con không giữ anh hùng nữa. Con sẽ trả lại con trai cho bác, để bác bao bọc. Con trai bác là vàng là bạc, thì con cũng là máu thịt của bố mẹ con, nên bác không có quyền xúc phạm. Ngày khi anh Hùng ra viện, con sẽ chia tay anh ấy. Cũng mong bác tìm được một mối môn đăng hộ đối mà làm thông gia. Một chàng phát ngôn không dứt, không hụt hơi của Linh khiến cho bà Viễn sững sờ. Bà ta không ngờ cô lại nói ra những lời đánh thép như thế. Bị cứng họng, bà ta chỉ có thể tức muốn chết mà ú ớ không thành câu. Cô, cô là đồ láo tuyết. Hùng may mắn không sao nên chỉ cần chăm sóc, tĩnh dưỡng. Trong viện, có bà Viễn và Linh thay nhau chăm sóc cậu ta. Thế nhưng, hai người đàn bà lại tránh mặt nhau. Linh đau lòng khôn xiết, cô muốn dần dần rời xa Hùng, sợ đột ngột quá, Hùng bị sốc mà bản thân cô cũng không chịu nổi. Linh nói với Hùng. Mấy nay, bố mệt, em phải tranh thủ về thăm rồi làm thêm giờ để có thêm chút tiền nữa. Thế nên, em không thể ở đây với anh được. Anh đừng buồn nhé, anh chịu khó ăn uống tĩnh dưỡng vào. Hùng nắm tay Linh yêu thương, Em vất vả rồi, thế mà anh lại không thể giúp gì cho em. Thấy thương em mà mình thì kém cỏi quá. Linh ôm hùng dịu dàng đáp lại. Anh đừng nói thế, giờ anh mau khỏe mạnh để bắt đầu đi làm là em vui rồi. Bản thân Linh đang rất đau đớn, cái hạnh phúc của tình yêu khiến cho Linh bị dằn vặt. Phải xa người đàn ông này, cô không cam tâm. Thế nhưng chẳng ai biết tình yêu mãi mãi là bao lâu, nhưng đi theo cả đời là danh dự linh không thể đánh đổi danh dự cả đời đổi lấy hình yêu mâu thuẫn giữa cô và mẹ người yêu đã đi quá xa bà ta không ưa cô có vẻ cố chấp về làm dâu chắc cũng bị hành đủ đường huống chi cô đã dám cả gan chống đối bà ta và thẳng thừng nói những lời trong lòng thì chuyện trở thành con dâu là chuyện sẽ không thể nào lại nói về bà viễn con người bản chất chẳng mấy tốt đẹp nên luôn tìm cách để chia sẻ đôi trẻ nhưng khi linh không có mặt ở bệnh viện bà ta đã không bỏ qua cơ hội nói xấu người yêu con trai hôm thì bà nói với hùng mẹ trắng hiểu mắt mũi mày ở đâu lại yêu cái đứa vụng về thấp kém như con linh ngày mai á nó mấy lần vào thăm mày mà mày không biết thâm tình của nó hay sao bố nó cũng gọi là có chỗ đứng nó khéo léo lại có tương lai tốt thế mà mày lại không ưng hùng cào nhào và tỏ thái độ với mẹ xin mẹ đừng nói thế được không ạ với con thì linh không có gì phải chê Cô ấy mạnh mẽ và giàu nghị lực, lại lương thiện nữa. Bà Biến tỏ ra khó chịu. Mạnh mẽ hay là sức sược, mày chưa chứng kiến nó thái độ với mẹ đâu. Mặt thì căng căng lên, thái độ lại chẳng lễ phép. Đây, mày xem. Vì chở nó, mà mày bị tai nạn, mà mày ở đây, có thấy nó đến thăm dần. Mạnh mẽ hay là sất sược, mày chưa chứng kiến cái thái độ của nó với mẹ đâu. Mặt thì cứ căng căng lên, thái độ thì chẳng lễ phép. Đây, mày xem vì chở nó mà mày bị tai nạn mà mày ở đây thấy nó bớt đến thăm dần nói vụng chứ mày ông trời thương mày không sao chứ nằm một chỗ lâu dài thì mong gì nó chịu chăm sóc hùng nhất quyết cãi cô ấy còn công việc linh cũng đã nói với con rồi cô ấy còn quá nhiều chuyện phải lo con thì đã khỏe và lại con có cả mẹ nữa mà bà viễn bực bội nhưng không muốn quá căng thẳng với con trai nên lại im lặng mười ngày sau hùng xuất viện cả linh và bà viễn cũng đón trong lúc bà viễn đi làm thủ tục thì linh dọn đồ cho người yêu đến lúc chạm mặt cả hai gườm gườm nhìn nhau ngay khi chờ gọi taxi trở về thì hùng muốn đi vệ sinh không còn con trai ở đó bà viễn lại gây sự với linh còn tôi ra viện rồi đấy cô không cần phải lấy lý do ra vẻ tình nghĩa mà nấn ná bên cạnh nó đâu hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của cô Linh biết chẳng còn lý do gì phải nhún nhường bà ta nên đáp lại. Bác yên tâm, cháu cũng đâu có muốn nhìn thấy bác nữa. Bác kia người như dơm dạ vậy, thế thì cháu cũng chẳng dám lại gần. Cháu sợ lấy cái thói hợp hĩnh của bác lắm. Chẳng hiểu nhà bác có bao nhiêu tiền mà cứ tỏ ra giàu có. Thế nhưng cháu lại chẳng thấy bác sang ở chỗ nào cả. Bà Viễn giáp mặt vào Linh điềm mà chửi rùa. Bố mẹ cô dạy cô láo tuyết thế đấy. Đúng là cái loại vô học, mở mồm đã thấy mất dậy. Linh liền đẩy bà ta ra rồi đáp lại. Bác đừng có động vào bố mẹ cháu. Cháu không cho phép ai xúc phạm bố mẹ cháu đâu. Đúng khi ấy thì Hùng bước ra. Bà Viễn vội đóng vai nạn nhân, ngã xuống nền và khóc lóc ăn vạ. Tôi thật không thể chấp nhận cô. Chưa về nhà làm dâu mà đã muốn trèo lên đầu lên cổ tôi rồi. Bây giờ chỉ là đẩy tôi. Sau này, cô chắc đánh đập hành hạ tôi nữa có phải không? Hùng chưa biết chuyện gì, nhưng trước mắt cứ phải đỡ mẹ dậy đã. Sau đó thì cậu ta mới hỏi. Tại sao hai người lại xảy ra cơ sự như thế này hả mẹ? Đã có chuyện gì à? Dường như sợ Linh giải thích, nên bà Viễn vội vàng, nói với con trai. Mạnh sáng mắt ra chưa hả con? Mẹ chỉ mới trách nó sao không thường xuyên tới thăm mày. Thì nó nói, mẹ không phải mẹ nó. Mẹ mới nói, bác không đáng tuổi cha mẹ cháu à? Nó đã hùng hổ nói tao không được động tới bố mẹ nó, rồi đẩy mẹ ngã. Từ nay mẹ cấm mày, có mẹ thì không có nó nhá. Hùng nhìn Linh như một cô giải thích điều gì, nhưng linh lại lạnh nhạt nói một câu tùy anh nghĩ để anh không phải lựa chọn thì chúng ta chia tay đi nói dứt câu thì cô cũng quay lưng đi luôn rất dứt khoát đằng sau tiếng hùng gọi theo linh linh à cậu ta muốn níu kéo vì thấy câu chuyện có gì đó ẩn khuất nhưng linh đi quá nhanh còn bà viễn thì lại cứ kéo con trai mau vệ thôi con nghỉ vài hôm rồi bắt đầu đi làm nó đã thế thì còn làm gì phải tiếc chẳng ai biết được vừa bước ra khỏi nơi đó nước mắt linh không ngừng rơi hùng đi về theo mẹ nhưng mà cứ suy nghĩ mãi cậu ta cũng đoán rằng chẳng tự dưng mà linh lại xử sự như thế nhưng lý do là gì thì cô không cho hùng biết câu trả lời đã liên lạc hỏi chuyện nhưng linh không nghe máy sau cùng cô nhắn một tin mình chia tay đi hãy tìm người nào tốt hơn em hùng gọi lại thì bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút có lẽ linh đã chặn số hùng rồi bà Viễn lại luôn bên cạnh đà kích. Chẳng có đứa nào nói bỏ một câu là bỏ như nó cả. Chỉ có là nó đã tính toán, hoặc là có thằng khác tốt hơn. Sao mày lại cứ tư tưởng đến nó hả con? Nếu mày á cứ đòi giữ con đó vào nhà này, thì xem như bước qua xác mẹ. Giờ nó bỏ mày lại càng hay. Hùng dầu dĩ bất lực đáp lại bà ta. Mẹ cũng thôi đi. Chính tại cái thái độ thiếu cởi mở thân thiện của mẹ lần trước, nên Linh mới như thế. Lần đầu cô ấy tới nhà, là mẹ tỏ vẻ không thích cô ấy không phải con không biết nhưng con nghĩ vì mới tiếp xúc nên chưa hiểu nhau sau này sẽ tốt nhưng con không thể ngờ mọi chuyện lại trái ngược tới nỗi thành ra tệ như vậy mà để con với linh ra cơ sự này bà viễn lại trôi chéo thế mày đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ hả con mẹ muốn con mình có một mối hôn sự tốt có đứa con dâu hợp ý mình thì có gì là sai cơ chứ mày có thấy nó hỗn láo với mẹ không không thích nó là quyền của mẹ nhưng ai chấp nhận được cái kiểu láo toét của nó hả hùng buồn bã và chẳng muốn tranh luận cãi nhau với mẹ mình nữa bản thân cậu ta vẫn còn rất yêu linh và đương nhiên không muốn chia tay nhưng giờ để bắt đầu lại hay cứu vãn tình hình này thì thực sự khó khăn mà hùng có muốn giờ linh chắc hẳn cũng là không chịu thế thì hùng phải làm sao đây trước mắt công việc mới thì hùng vẫn phải làm nhưng việc tới nhà mai thì cậu ta quyết không đi điều này làm ông trường bà viễn hết sức buồn lòng. Để đẩy nhanh tiến độ cho Mai tới với Hùng mà dứt hoàn toàn Linh thì bà Viễn đã bàn với cô ta. Mai, bác nghĩ thế này, giờ thằng Hùng nó buồn bã ủ rột thì con nên chủ động nhiều hơn. Lúc đầu nó có vẻ thở ơ, nhưng mà một khi nó đã tiếp nhận con thì sẽ ngày càng không dứt con ra được. Đàn ông, bác biết, dù già trẻ thì tính vẫn cứ như trẻ con ý, dễ dụ, mà bị dụ thì sẽ thích chinh phục thôi. Mai lầu bầu Con chăm tới gặp anh Hùng Nhưng mà anh ấy cứ lạnh nhạt Còn chủ động rồi Nhưng không thấy anh ấy có gì chuyển biến bác ạ à. Bác nói có phải làm sao Nghĩ một lúc bà Viễn ghé vào tay Mai nói nhỏ Còn dám cược một phen không Đương nhiên bác cũng sẽ đứng về phía con mà giúp sức Nhưng mà con phải chịu thiệt thòi một chút Mai sáng mắt lên liền hỏi lại Ý bác là thế nào ạ? À? Bà Viễn lại nói Con biết cái gạo nấu thành cơm chứ chỉ cần một lần con dụ được thằng Hùng ngã vào lòng con thì việc còn lại bác lo hết. Nhưng làm thế nào với nó thì con phải tự tìm cách. Sau đó bác sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với con. Lúc đầu nó bị ép chắc sẽ khó chịu. Nhưng mà mưa dầm thì thấm lâu. Khi con đã là vợ nó thì nó sẽ phải thương con. Mày thắc mắc. Thế có ổn không ạ? À? Bà Viễn gật đầu quả quyết. Có bác chống lưng. Con không phải lo. Nếu có thải luôn thì lại càng tốt đàn ông không yêu vợ cũng phải yêu con. Mà dù gì cũng là vợ mình, là mẹ của con mình. Đố nó, có dám không thương con đấy. Tính thằng Hùng, bác hiểu. Mày lưỡng lự rồi gật đầu. Vậy bác để con làm xem ạ. Vậy là hai người đàn bà tâm cơ nhìn nhau, đầy đắc ý rằng kế hoạch của họ sẽ thành công. Hơn một tháng sau chia tay, thực ra Linh rất đau khổ. Cô can tâm bỏ đi quãng tình cảm ba năm trời, cũng đâu sung sướng gì bà hương thấy vài lần con mà thấy người như mất hồn khuôn mặt đượm buồn thì đoán vậy nhưng bà lại không muốn tìm hiểu sâu xa để làm gì thế nhưng lần này thì khác bà thấy linh có biểu hiện rất lạ ngay khi linh vừa nấu cơm lại chạy đi vì buồn nôn bất giác nỗi lo lắng bùng lên xâm chiếm cả cõi lòng bà bà hương vội gọi con gái lại hỏi nói cho mẹ biết mày có gì rồi phải không linh lúc đầu cố chối con làm gì có gì ạ bà hương với giọng điệu đanh thép mà rất quả quyết khẳng định mày đừng có nói dối mày nghĩ mày qua mặt mẹ mày được hay sao hả con linh cúi đầu im lặng bà hương lại hỏi thì được mấy tháng rồi linh lúc này mới đáp dạ gần hai tháng rồi ạ bà hương lại chất vấn thế còn hùng thế ý cậu ta thế nào linh đành kể với mẹ sau khi anh hùng ra viện thì con và anh ấy chia tay rồi sau đó con mới biết mình có thai nhưng mà một phần vì đã chia tay một phần nghĩ con không thể hòa hợp với gia đình ấy thì khó lòng mà hạnh phúc thế nên con quyết định sẽ nuôi con một mình và không nói cho anh hùng biết chuyện về đứa bé ạ à. bà hương ngao ngán trước đứa con gái khởi dại tội nghiệp sao mày ngốc thế hả con không giữ mình mà lại còn để lại hậu quả mày là mẹ đơn thân cũng được nhưng mà còn đứa bé nó thiếu tình yêu của bố thì thương nó lắm đứa trẻ nó vô tội mày có nghĩ khi nó lớn lên đi học lại bị trêu chọc chế rễu là cái đồ con hoang không rồi còn khi nó nhìn bạn nó có bố nó không có nó hỏi mày bố còn đâu thì mày trả lời sao hả à, con linh ôm mặt khóc rồi đáp lại Nhưng mà con biết phải làm sao ạ à? bỏ nó thì con không nỡ vậy nên sinh nó ra thì đành để nó chịu thiệt thòi vậy bà hương nhìn con gái bất lực lẽ nào bà chịu để con gái và cháu ngoại mình chịu tổn thương như thế ư Hôm đó là một ngày chiều thu, màn mát trăng thanh gió mát mơ mộng. Mới 9 giờ tối, Mai đã gọi cho Hùng. Cậu định không nghe, nhưng nghĩ tình cảm trước kia thanh Mai trúc mã, sợ tới cuộc điện thoại cũng không nghe thì quá đáng quá, thế nên lại bắt máy. Chờ có thế, Mai với cái giọng là lơi lướt khướt nói với Hùng. Anh Hùng ơi, anh ra quán bia trọng tín uống với em đi, anh buồn quá. Hùng đáp lại. Hình như em uống nhiều rồi đấy, phải về nghỉ ngơi đi, buồn gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe đâu. Con gái con đứa, anh sợ em dễ gặp nguy hiểm thì sao? Thì ấy, bố mẹ em cũng buồn lắm đấy, thế có đáng không? Mai vẫn rên rỉ. Cái đó tính sau ạ. À? Nhưng giờ em uống nhiều em mệt rồi, anh đến đưa em về được không? Hùng từ chối khéo. Hay là em gọi taxi đi cho an toàn, anh chở em về bằng xe máy thì không an tâm. Mai làm vẻ nũng nịu, ba chút lè nhè. Không, anh không đón, em không về với ai cả anh không đến thì kệ em đi. Trước giờ, tính mai tiểu thư đỏng đành lại ương bướng, nhưng chẳng thể bỏ mặc cô ta nên hùng miễn cưỡng đồng ý. Thôi được rồi, vậy em ở đó chờ anh, anh đến luôn. Mai giả một cách ngoan ngoãn rồi cúp máy, cô ta cười khẩy. Vốn dĩ được mệnh danh là chăm chén không say thì vài ba lon bia có là gì với ả? À? Mai lại móc góc bột đã chuẩn bị sẵn. Nó là thứ được nhìn ra từ một loại xuân dược. Trong tính toán của cô ta là sẽ căn giờ Hùng tới, mà pha sẵn thứ đó vào bia rồi giả say để Hùng đưa về. Trước một cô gái nóng bỏng mà bản thân đã ngấm thuốc, thì đàn ông sao cưỡng lại nổi. Bước đồng đúng theo dự liệu của Mai. 10 phút sau Hùng có mặt tại quán bia trọng tín. Vừa thấy Hùng bước tới, Mai ôm chặt cậu ta nức nở. Sao bây giờ anh mới tới? Em tưởng rằng anh đã nhận tâm kệ mặc em. Hùng thì nghĩ rằng Mai đã say nên nhẹ nhàng đáp lại sao anh mặc kệ em được giờ cũng không còn sớm nữa em cũng uống nhiều rồi đấy hay là để anh đưa em về kéo bố mẹ em lo mai lại nũng nịu không anh phải uống với em hết chai này mới về chai bia trong đó đã có thuốc mà mai giả như lúc hùng tới mới bật nắp cô ta xót xa cốc và đưa về phía hùng anh uống đi không là em không về đâu hùng bất đắc dĩ ngồi xuống để kéo dài thời gian hỏng tìm cách thoái thác hùng hỏi cô ta Thế có chuyện gì làm em buồn tới vậy? Kể với anh được không? Đã chuẩn bị lý do, Mai lại sụt xịt. Em yêu một người không nên yêu, thế thì có đáng buồn không anh? Tình cảm là thứ sao có thể nói trước được? Hùng có chút chạch lòng lại khuyên. Việc trước mắt của em là về nhà nghỉ ngơi đã. Con người ai chẳng có tình cảm chứ? Đã biết tình cảm khó nói, vậy thì để tùy duyên đi. Mai lại dãy này. Không, em không về, anh phải uống cùng em cơ. Nếu không thì cứ mặc em ở đây, hùng đành miệng cưỡng. được, vậy anh uống với em một chút thôi nhé. mành nhanh tay để cốc bia kia vào tay hùng, lại rụp dã. anh uống đi. hùng vừa đưa cốc bia lên môi thì điện thoại có tiếng chuông. cậu ta đặt xuống rồi bắt máy. alo ai đây à? đầu dây bên kia ngập ngừng lên tiếng. hùng đây à con? nhận ra một giọng rất quen, hùng đáp lại lễ phép. vâng ạ. À. nguồn gốc bên kia lại nói. Bác là mẹ của Linh đây. Bác cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Mày có thu xếp đến đây được không? Muốn tìm gặp Linh đã lâu, nay lại có cơ tới đó. Hùng vội vã đáp. Giờ có tới luôn ạ. À, bác chờ con nhé. Bà Hương lại nói. Thế liệu có phiền con không? Hùng lại nói. Không ạ. À, có tới ngay đây. Lập tức, cậu ta quay ra nói với Mai. Anh có việc phải đi luôn rồi. Em tự về nhé. Anh gọi taxi cho rồi không kịp để cô ta phản ứng, Hùng chạy ra xe, vẫy đại một chiếc taxi, rồi đậu vài câu, còn bản thân chạy xe máy phóng đi luôn. Lúc này, Mai mới tức tối gọi với theo. Ơ kìa, anh Hùng, anh Hùng. Nhưng Hùng đã hòa vào con phố mất dạng. Bên cạnh, chỉ còn bác tài mời. Cô lên xe đi ạ. À. Mai lại càng giận dữ và không biết chút vào đâu, lại cảm giảm với tài xế. Đêm, Nhà Linh khi trời đã về khuya, Hùng đã tới tận trước cửa nhà mới dám gõ. Bà Hương nghe tiếng cốc 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 thì lên tiếng trước. Hùng đến rồi hả con? Cậu ta cũng đáp ngay. Vâng ạ, à, con vào bác nhé. Hùng tiến lại, bà Hương chậm rãi mời. Còn ngồi xuống, bác có chuyện muốn nói. Cảm nhận có vấn đề lớn, Hùng làm theo lời mà không dám ý kiến. Lúc này, bà Hương mới nói tiếp. Chuyện con và Linh qua lại, bác không phản đối. Nhưng Linh tâm sự, mẹ con không chấp nhận nó thì bác cũng rất buồn hai đứa chia tay cũng thật đáng tiếc nhưng không phải vì thế mà phía cái linh và gia đình bác tìm cách níu kéo con lại cho cây linh mà bây giờ cái linh nó có thai rồi là con gái bác mang thai con của con giờ có tính thế nào hùng nghe thông tin một cách đột ngột mà não không kịp loát phải hỏi lại dạ bác nói sao ạ à? linh có thai rồi ạ à? một lần nữa bà hương khẳng định đúng nó có thai hai tháng rồi giờ bác cũng mới biết đây thôi hùng lại vui mừng dạ con muốn gặp linh mà cô ấy cứ tránh mặt sợ thì tốt rồi con sẽ cùng linh xây dựng tổ ấm và nuôi dạy con cái ạ bà hương lại nói điều chăn trở nhưng còn phía gia đình con thì sao bác sợ gia đình con không đồng ý mà cái linh nó cũng rất cố chấp còn bác cũng sợ con gái mình nếu làm dâu nhà người ta mà người ta từ lâu đã không ưng thì nó khổ Hùng đáp lại, còn nghĩ bố mẹ con có cháu thì sẽ vui mừng mà bỏ qua hết thôi ạ. À. Còn Linh thì mong bác khuyên giải cô giúp con. Cả hai nên bỏ qua chuyện không hay thì sẽ vui vẻ cả thôi ạ. À. Bà Hương lại im lặng, Hùng nói tiếp. Còn muốn gặp Linh bác ạ, à, cô ấy vẫn giận con mà không chịu ra nói chuyện hay sao? Bà Hương lắc đầu. Nó không coi nhà, từ lúc chiều nó xin bác ra quán phở làm nốt tháng rồi mới xin nghỉ. Nó nói sẽ đi buôn hoa quả hay là bán cái gì đó ở chợ để lấy tiền sau này sinh đẻ. Nó đi vắng, bác mới gọi cho con, chứ nó muốn giấu con, không cho bác báo. Hùng đáp lại, vậy giờ con xin phố về ạ, trước mắt con sẽ báo cho bố mẹ con đã. Bà Hương gật đầu, Hùng nhanh chóng đi luôn. Ông Minh trên giường, trong phòng ho sủ sụ, bà Hương cứ nghĩ chồng đã ngủ, ai rẻ ông ấy lên tiếng mắng, Mẹ con bà làm thế nào thì làm, đừng có để thiên hạ họ cười chê. Tôi biết, mình chẳng sống được bao lâu, chỉ hy vọng chết được an tâm nhắm mắt cử tuyền. Tôi hôm qua thật có trai không về, khiến cho bà Viễn tức tới lộn ruột. Nửa đêm, cũng chỉ nhắn một tin. Con có việc cấp ra thành phố đêm nay không về ạ. À? Khi còn về, sẽ nói chuyện với bố mẹ sau. Bà Viễn hậm hực nói với chồng. Chắc con điên kia lại dở trò mời gọi rồi. Đúng là cái thứ dơ giấy. Mồm thì ra vẻ thanh cao đúng là cái thứ cá thì rửa sạch vẫn cứ tanh. Ông Trường vừa ăn bát mì vừa lẩm bẩm. Bà làm mẹ không biết quản con thì kêu anh. Khi bà Viễn định đấu khổ với chồng thì bảo anh hoàng xóm sang chơi gọi cửa. Này cô Viễn, này có bận gì không? Đi với tôi có việc này hay lắm. Bà Viễn đang bực mình nhưng lại dịu giọng với hàng xóm mà trả lời. Đi đâu hả bác? Mà việc gì mà hay? Bảo anh ghé vào tay nói nhỏ. Nhà thầy quý ở Đức Lý Nghe nói, sỏi bói giỏi lắm. Hôm nọ, chả biết bao nhiêu chỗ, chuẩn chỉ. Này á à, tôi hẹn được thầy rồi đấy, cô có đi cùng không? Nhớ ra chuyện thì liền vui vẻ đồng ý. Vâng ạ, à, thế bác chờ em chuẩn bị chút nhé. Đến nhà ông thầy quý, bà Viễn đi theo sau hàng xóm, mà chân cứ run run, tim đập thình thịch. Chả là điện thờ nghi ngút gói hương, các bàn bệ chia thành tận ba tầng. Bạn bát nhang tạo cho người ta cái cảm giác rờn rợn là phải. Ông thầy quý cũng đã đến tuổi thất tuần, mái tóc bạc trắng, nhưng nòm vẫn dày dặn và chắc khỏe. Khuôn mặt ông hồng hào đẹp lão, răng thì vẫn kiến khiên khít. Đến bà Viễn còn phải thì thầm với bảo Oanh. Chồng thầy phúc hậu sáng láng quá nhỉ? Bảo Oanh gật gù. Thì một gói lộc thánh bằng một gánh lộc trần mà. Ai số căn đồng hay là được lộc bói toán đều phải giữ mình lắm. Lại mặt hoa ra phấn ý. Hai người cũng tạm dừng câu chuyện vì trong điện trang nghiêm này cũng có rất nhiều kẻ đang ngóng tới lượt. Chờ mãi, cũng tới phiên được soi. Ông thầy quý hỏi tên, tuổi, ngày tháng năm sinh của bà Viễn rồi lầm bầm gì đó không rõ. Sau đấy, lại xá ba lậy, rồi cắm chân hương vào bát. Tiếp đến, lại cho một nén hương nữa, cũng một vái rồi nói với bà Viễn. Nhà chị xòe bàn tay phải ra đây. Bà Viễn không dám cãi mà run run làm theo, Ông thầy quý hơ hơ thẻ hương theo hình ở trong lòng bàn tay bà ta. Miệng cũng lầm bầm trong miệng, không phát ra tiếng. Tản hương lát sau đã cuốn một đoạn xem chừng như sắp dụng xuống tay bà viễn gây bỏng. Thì đúng lúc ấy, ông thầy quý dừng lại mà cắm chân nhang sang bên cạnh. Nhà chị nghe chừng có gì đó sống lỗi với bể trên, nên tổ tiên quở trách, gặp vận xôi rủi đấy nha. Thế trong nhà có phải mới có người bị tai nạn đúng không? Tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng mà cũng ảnh hưởng gân cốt bà viễn như bị nắm thóp mà cúi lạy thừa nhận dối xít dạ phải ạ chính là thằng con trai nhà con thầy ạ thầy xem thế nào giúp con chứ người trần mắt thịt như con không biết thế nào mà lần ông thầy lại cao giọng nói đấy là tổ tiên giận đấy chứ chẳng bỡn đâu màu, màu màu mà làm lễ xin tổ tiên đại xá chứ không thì sợ còn mệt đấy bà viễn hỏi lại vậy lễ thì cần chuẩn bị thế nào à? ông thầy quý lại dặn dò lát ra kia tôi sẽ tính ngày giờ rồi cho chị hay đến đúng khi đó chỉ cần chị có mặt thôi mọi việc tôi lo cả còn chi phí thì nhà chị bỏ ra bà viễn ngoan như cún đáp lại vâng vâng vậy xin thầy giúp ạ thầy dạy gì con sẽ làm theo ạ khuôn mặt bà viễn lúc ấy tái nhợt chỉ sợ gia đình ba người nhà mình có mệnh hệ gì thấy thái độ của kẻ tới xem đã run như chuột bị đuổi vào hang thì ông thầy quý lại chấn an tuy nhiên đức năng thắng số tổ tiên cũng là giận con cháu mà dáng đòn trừng phạt thôi cứ ăn ở hiền lành mà kính hiếu với tiên tổ thì chuyện giữ hóa lành chuyện rủi hóa may mà nhà chị sắp có hỉ đấy đúng là thêm người thêm của phục tình của nhà chị đến rồi đấy bà viễn mơ hồ hỏi lại thầy nói sao à thầy cho con rõ hơn được không ạ à? ông thầy quý lại phán bằng cái giọng sang sàng đầy nội lực nhà chị sắp có một đứa trẻ được sinh ra đấy nó sẽ hóa giải đen đủi cho gia đình chị. Chuyện xấu hóa tốt cũng là nhờ phúc tinh ấy đấy. Bà Viễn hí hửng. Ôi, được thế thì còn gì bằng ạ. À? Còn Con xin tạ thầy thật hậu ạ. À. Ông thầy quý ôm dung gật đầu không đáp. Trên đường về, bà Viễn suy nghĩ mãi về tiểu phúc tinh ấy. Bà ta đồ rằng Mai đã thành công và mình sớm có cháu. Đúng là vui không tà xiết khiến cho bà ta mở cờ ở trong bụng. Lại nói về Hùng, đêm qua tới tìm linh cũng đã quá khuya nhưng cô lại không cho vào phòng hùng vật vã đứng ngoài cầu xin anh biết em có thai rồi sao em lại giấu anh chứ chúng ta phải xây dựng một gia đình hạnh phúc cho con chứ sao em lại bướng bỉnh vậy mở cửa cho anh đi mà hãy để anh được ở bên em linh lúc đầu giả câm giả điếc sau cùng vì bị hùng nói quá nhiều và thấy cậu ta cương quyết không đi nên lại đáp còn là của mình em anh đừng có tìm em nữa chúng ta chia tay rồi coi như là hết duyên hết nợ với nhau. Hùng lại nói. Còn mình chính là duyên nợ của chúng ta, em sao lại có thể nói là hết duyên nợ được? Linh bất lực lặng im, đến gần sáng, không muốn để hàng xóm bị làm phiền, nên Linh đành mở cửa cho Hùng vào. Hùng biết cơ hội thuyết phục Linh thành công đã lớn hơn, nên ôm lấy cô năn nỉ. Em về với anh đi. Linh chưa thể quyết định, mà cho Hùng câu trả lời chính thức nên đáp lại. Để em suy nghĩ thêm đã. Chỉ có vậy, cũng đủ làm Hùng ấm lòng. Sáng sớm, Hùng đã về luôn để thông báo cho bố mẹ. Cậu ta tin tưởng rằng có cháu nội thì dẫu họ có miễn cưỡng cũng phải đồng ý. Thế nhưng nhà lại vắng tanh, cả ông Trường bà Viễn đi đâu không rõ. Quá đói, Hùng nấu mì cũng là để chờ đợi bố mẹ về. Vừa bưng tô mì lên nhà thì thấy ông Trường về, Hùng đon đả rất vui. Ờ, có tưởng bố mẹ đi cùng nhau à? Ông Trường lắc đầu. Bố vừa đi sang làng bên mua lợn giống chiều người ta sẽ trở tới còn mẹ mày đi đâu với bảo anh từ sáng tới giờ sao mày đi hôm qua giờ mới về hùng làm vẻ bí mật dạ con có việc quan trọng ạ à. tí nữa khi mẹ về con sẽ nói với cả bố và mẹ ạ à. ông trường làm vẻ chẳng quan tâm đi vào nhà rửa mặt cho mát lúc sau thì bà viện cũng về tới nhà vừa thấy con trai bà ta đã tra hỏi hùng mày nói cho mẹ biết sao giờ này mày mới về hả còn với chẳng cái cứ báo cha mẹ mày phải lo thế đấy hùng không trực tiếp trả lời câu hỏi của mẹ mà gọi cả hai vào nói chuyện nhà ta đã đầy đủ rồi ạ còn có chuyện muốn thông báo và xin phép bố mẹ ạ ông trường bà viễn vội say lại xúm lại gần con trai vì cảm giác tầm nghiêm trọng của câu chuyện lúc này hùng mới dõng dạc mà nói việc đầu tiên con muốn thông báo là bố mẹ sắp có cháu nội ạ linh đã mang thai hai tháng thế nên con xin phép bố mẹ sẽ cưới cô ấy làm vợ ạ Bà Viễn giật mình la lớn. Cái gì? Đứa mang thai cháu nội tôi lại không phải cái mai, mà là con rời đánh đó cơ chứ. Ông trưởng bất ngờ, nên nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào, khùng lại tiếp lời. Con và Linh yêu nhau, bọn con có em bé cũng bình thường thôi. Mẹ vì con, vì cháu nội mà bỏ qua cho Linh đi mẹ. Xin mẹ, hãy rộng lượng với cô ấy ạ. Bà Viễn tức tệ ứa gan, bỏ vào phòng nằm nghỉ mà không nói thêm câu gì. Cô nghĩ tới Linh, bà ta lại càng thêm tức tối bà viễn tức giận tới tột độ nhưng lại cứ suy nghĩ tới lời ông thầy quý nói rằng đứa bé là phúc tinh nên lại dặn lòng cố không phát tiết nào phải chi bà không muốn có cháu nội nhưng mà tại ghét linh thế nên bà ta có lòng chấp nhận cô làm dâu thế nhưng nhận con bỏ mẹ thì cũng không được với tính cách của linh thì bà viễn thừa biết cô sẽ không bao giờ giao con lại cho mình dù là đổi tiền hay rất nhiều tiền suy nghĩ mọi kế cuối cùng thì bà ta sẽ chịu thiệt trước mắt mà làm chuyện lớn lâu dài. Bây giờ cứ cho cưới đã, cưới rồi cũng có thể ly hôn cơ mà. Sau đó thì phân chia con cái tài sản dễ dàng hơn. Trong mắt bà Viễn thì Linh là đứa không có trình độ, không có việc làm tốt thì ly hôn, chuyện dành cháu nó là hợp lý và hợp pháp quá. Vậy là tới tận tối, bà ta mới ra khỏi phòng mà gọi con trai. Hùng, mày lại đây mẹ nói. Thấy mẹ đã bình tĩnh hơn, Hùng lại gần nhanh nhậu, có làm điệu bộ vui vẻ cho mẹ vui bà viễn lại ra chỉ thị mai mày đưa cái con trời đánh đó về đây cho mẹ để mẹ dặn dò nó vài câu hùng hớn hở con cảm ơn mẹ đã đồng ý ạ à. con hứa từ nay về sau không làm gì trái ý khiến mẹ buồn nữa bà viễn gật đầu quay đi vẫn tỏ ý chẳng mấy vui hùng thì hớn hở gọi điện cho linh em à mẹ muốn mẹ anh đón em về đấy biết có cháu mẹ vui lắm anh hy vọng em đồng ý với anh được không? Tương lai mới quan trọng, bỏ qua những gì không vui em nhé. Linh bị câu nói của người yêu làm cho cảm động. Cô vốn cho rằng người ta cũng vì cháu nội mà nhún nhường, thì mình cũng vì con mà chịu nhịn một chút. Thế là đồng ý với Hùng. Vâng ạ. Hùng nghe thế thì mừng vui tới chảy cả nước mắt. Anh đáp lại. Ừ, vậy mai anh sẽ đón em sớm. Chàng trai ấy nghĩ ra viễn cảnh tốt đẹp, có gia đình hạnh phúc vợ đẹp con ngoan, có bố mẹ sum vầy mà thấy lòng lâng lâng. Ông Trường nghe được vợ đã đồng ý thì cũng cho là phải. Nhưng vì biết vợ bị ép mà không vui nên cũng ăn ủi bà Viễn. Kể ra tôi cũng bằng thằng Hùng nhà mình kiếm được môn đăng hộ đối, công việc ổn định, gia cảnh tốt. Nhưng có cháu rồi thì cũng đành chấp nhận bà, dù gì cũng máu mù nhà mình mà. Bà Viễn quyết chồng một cái thật dài rồi nói nhỏ vào tay ông Trường còn lâu tôi mới chịu cái con rời đánh cô hồn đấy. Nhưng giờ vì đứa cháu mà tôi phải nhịn, Chữa cỡ đó sau này tôi cũng tống cổ ra khỏi nhà. Ông Trường dường như đã hiểu ý vợ, mắt ông ta sáng lên, mình lẩm bẩm. Bà không để chồng nói hết câu thì bà Viện đã bịt miệng lại và dặn dò. Mọi chuyện ông cứ để tôi, ông đối với nó bình thường là được, cứ ngông cuồng như nó, tôi phải trị tới nơi tới chốn. Hai vợ chồng nhìn nhau để bắt đầu một kế hoạch, tất cả suy diễn của bọn họ, trái ngược với Linh. Người con gái mộc mạc đơn thuần ấy, dẫu mạnh mẽ thế nào, cũng làm sao lường trước những trông gai như gươm, sắp, bùa vây lấy mình. Cái mục đích đề hèn của mẹ chồng tương lai, làm sao cô có thể ngờ tới? Cô chỉ là lo lắng mình và bà ta, vốn không ưa nhau mà còn va chạm, thì tương lai làm sao để hòa hợp đây? Linh hy vọng, mình nhịn nhục xin lỗi trước, có lẽ bà ta sẽ không chấp nhặt vì con và vì Hùng để vun đắp gia đình nhỏ đang xây dựng từng bước một, thì Linh sẽ cố gắng để mẹ chồng hài lòng. Cô nghĩ là như thế. Nhưng thực tế thì áp dụng thực tiễn mới biết được. Mọi suy nghĩ trong đầu đều là viền vông nếu không áp dụng được trong hiện tại và tương lai. Mà có lo thì cũng chỉ tới thế. Việc của Linh, cô nghĩ mình sẽ cố hòa nhập, vậy thôi. Chiều hôm sau, Hùng đón Linh về trong cái không khí gượng gạo của gia đình bà viễn hất mặt ra lệnh cháu ngồi xuống ghế đi linh nghe lời sau đó nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống lấy hết dũng khí và lý nhí hỏi dạ trước tiên con xin lỗi bác về thái độ không tốt của mình trước kia đã làm bác không vui ạ à? còn trẻ người non dạ cơ sự không đúng mực mong bác bỏ qua cho con bà viễn thấy linh phải xuống nước nhận sai trước thì trong lòng hà dạ lắm dù vẫn chẳng bỏ qua nhưng vẫn ra vẻ bình thản đại lượng mà vào thẳng vấn đề Chuyện ấy bỏ qua đi. Nghe thằng Hùng nói cháu có thai đúng không? Linh cúi đầu đáp lại. Dạ vâng ạ, con có thai được hai tháng rồi ạ. Bà Viễn nói như ra lệnh. Thôi không dài dòng nữa. Cháu ở đây ăn cơm nghỉ ngơi đi. Rồi về nói chuyện với bố mẹ rằng mùng hai tháng sau là ngày đẹp. Hai bác sẽ tới bàn chuyện người lớn cho chúng mày thành vợ thành chồng. Cột là để cháu nội bác có danh phận. Không mau chóng đi. Chứ lúc ếch bụng ra ấy, thì không có hay. Này đã 27 rồi linh nghe có chút đáng nghẹn nơi cổ họng thế nhưng dù sao nhà người ta cũng nghĩ tới cháu nội lại chẳng phải quá nhục mạ mình thôi nên cũng cố nuốt trôi tủi nhục mà ngoan ngoãn đáp lại dạ vâng con biết rồi ạ con, con sẽ về nói với bố mẹ bà viễn gật đầu không nói thêm bữa ăn hôm ấy cũng nặng nề lắm dù không kích bác thái độ nhưng quả là bằng mặt chẳng bằng lòng nhất là giữa linh và bà viễn có một sự ngăn cách không hề nhỏ họ buộc phải chấp nhận nhau thì chẳng ai được vui khi về, khủng theo Linh vào tận nhà để thưa chuyện với ông Minh, bà Hương. "Dạ, thưa hai bác, con và Linh yêu nhau đã chín mùi ạ. Qua thử thách, bọn con cũng đã xác định rõ tình cảm với nhau. Hơn nữa, giờ Linh cũng đã có thai, nên con xin phép hai bác cho phép con được cưới Linh ạ. À. Bố mẹ con cũng biết chuyện và nói với con qua thưa với hai bác, tuần sau vào mùng 2, bố mẹ con sẽ qua đặt cơ trầu dặm ngõ ạ." À. Ý của mẹ con là mong mau chóng được tổ chức lễ cưới mong hai bác thương bọn con mà cho phép ạ à. bà hương có chút lo lắng nhưng cũng bằng lòng mà đáp lại con về nói lại với bố mẹ là hai bác bên này đồng ý bố mẹ bên nhà cứ tiến hành thôi hùng mừng khôn xiết khi cậu ta về rồi ông minh mới dặn dò con gái được nhìn thấy con gái xuất giá bố có chết cũng nhắm mắt con ạ à. nhưng mà con nhớ về nhà người ta làm dâu sẽ thiệt thòi nhiều bố thường con gái bố lắm Linh ôm bố, cô biết cái sự lo lắng trong cô thì bố mẹ cô cũng thấu hiểu. Tới ngày hẹn, bà Viễn súng xa súng xính với bộ áo dài màu xanh da trời, sánh bước bên ông trường, lịch lãm trong bộ vest. Đi cùng đương nhiên là Hùng, diện trên người quần Âu áo sơ mi, trông rất bảnh. Tất nhiên, không thể thiếu ông bác đằng nội làm đại diện, cũng nghiêm trang trong bộ đồ Tây. Đến nhà gái, ông đại diện lên tiếng trước. Tôi đây là bác, và đây là bố mẹ của cháu Hùng. Hôm nay, mạn phép đến nhà ông là để lo chuyện đại sự cho các cháu. Được bố mẹ cháu Hùng và thím ngơ, trường viễn nhà tôi ủy quyền. Xin phép tôi được nói đôi điều. Bên đằng gái là bố mẹ của Linh và ông cậu làm đại diện liền đáp lại. Vâng ạ, à, xin đa đằng trai cho ý kiến ạ. À? Ông bác tên Chiến, vốn là anh trai ông trường, cũng tính kể cả như em trai mình, già vẻ nhà trai với thế chủ động mà nói. Bên tôi, đã bàn bạc và thống nhất, 28 tháng này ngày đẹp, xin nhà gái cho chúng tôi rước cháu Linh về làm dâu con, bên gia đình họ tộc nhà tôi. Tưởng mọi chuyện êm đẹp, thì ông cậu của Linh tròn mắt vì bị nhà trai cắt lễ ăn hỏi mà phản đối. Đất lễ quê thói, bao đời này đều là dạm ngõ rồi ăn hỏi, sau đó mới là lễ cưới. Thế bên ấy bỏ lễ ăn hỏi, e là chúng tôi thấy không được hợp lý ạ à. Cả Linh cũng sững sờ, cô không hiểu chuyện tiếp theo sẽ thế nào bước đầu đã bất đồng thì sẽ ra sao? Ai mà chẳng muốn mưu cầu hạnh phúc cho mình, nhưng tính toán nhỏ nhen chỉ để mình và người thân mình được mọi thứ tốt nhất, còn lại mặc kệ tất cả thì nghe chừng quá ích kỷ. Cái hạnh phúc đó, nó lại thành phù phiếm nhỏ nhen. Rồi chưa kịp để ông bác đại diện lên tiếng phân trần, thì bà Viễn lại sổ tuẹp ra. Nhà gái thông cảm, tôi là cũng vì thương con thương cháu, nên mới muốn cưới gấp trò nhanh. Chứ không thôi lại thủ tục ăn hỏi dườm già, thì trong linh nó to bụng ra đấy, lại ánh mắt quan khách nhìn vào, nó không hay. Tôi cho rằng mất thể diện, thế nên nhà gái thứ lỗi cho. Mỗi người vì con vì cháu mà chịu thiệt thòi một chút cho êm xuôi. Ông cậu nhìn một lượt chán trường khi anh dậy bệnh tật bất lực không ý kiến. Bà chị gái cứ ngấp ngứ ngập ngừng muốn nói gì đó khiến gân cổ cứ giật giật nhưng lại không thốt thành lời. Nhìn sang đứa cháu gái dại dột, đôi mắt uất hận nhưng cũng không biết biểu đạt ra sao ông cậu đành chống chế yếu ớt. Cơ mà, như thế thì sợ xóm làng dị nghị, con cháu chúng tôi mất giá về cưới chạy, thế thì tội nghiệp cho nó mà chúng tôi cũng buồn. Bà Viễn lại tìm cớ xoa dịu. Ông đây và ông bà Minh Hương hiểu cho, người ta dị nghị cưới kém lòng trọng cũng là vì vội vàng, trừ để làng xóm nói cưới chạy bầu lại cũng chẳng hay ho gì đâu. Tháng sau cũng chẳng có ngày nào đẹp, thôi thì ông nhà cũng bệnh yếu, Tôi nói quá lời, có gì không phải, xin bên ấy đại lượng. Theo tôi, nếu ai có hỏi sao không có lễ ăn hỏi mà cứ cưới vội thì cứ nói rằng đó là tâm nguyện của nhà ông. Như thế là quá hợp lý. Linh tử thân oà khóc nước nở, định lên tiếng phản đối và không cưới xin gì cả. Thì bố cô, ông Minh lại cất giọng yếu ớt mà đáp lại. Vâng, tôi đồng ý. Đó cũng chính là tâm nguyện của tôi. Ông cậu cũng buồn tới ngao ngắn, chẳng có thiết tha gì vào bàn bạc thế là mặc kệ nhà trai sắp xếp thế nào thì tùy khi bàn tới tiền đặt lễ đón dâu thì nhà trai lại nói thế còn uh, cháp lễ đen nhà gái định là bao nhiêu để bê tôi còn chuẩn bị ông cậu đại diện lúc ấy cũng khách sáo đáp lại chúng tôi không bán con thế nên tùy gia đình bên ấy ạ à. mọi nhà khác ra sao thì nhà tôi cũng chỉ vậy thôi ạ à. tưởng thế là yên ổn thì bà viễn lại lên tiếng tôi cũng biết tục lễ cưới làng này là hai chỉ vàng dẫn gánh đổi ra bây giờ vị chi là chục triệu nhưng mà nhà tôi cưới xin gấp gáp mà chúng nó cũng ép thân giả chúng tôi vào thế đã rồi phải chạy tới bở cả hơi tai thành thử chúng tôi đã quá sức nên xin phép được đặt tám triệu ạ à. cái cốt là đủ làm thủ tục cần thiết cho hai cháu thành vợ thành chồng trừ đâu phải ở tiền bạc đúng không ạ à? cứ thế bà ta làm chủ cục diện với chiêu vừa đấm vừa xoa trong cương có nhô, trong nhu có cương đó. Thì rồi, cái đám cưới cũng được tiến hành. Ngày cưới Hùng và Linh, Mai nhìn cô dâu với ánh mắt đằng đằng sát khí. Đến khi bà Viễn lại thì thầm gì đó vào tai cô ta, cô ta mới bớt tức tối và lặng đi chỗ khác. Sau ngày cưới là lễ lệnh mặt. Linh bưng mâm xôi gà cùng chồng và bố mẹ chồng cùng ông bác đại diện về nhà làm lễ. Trong bữa cơm của hai nhà thông gia mới, bảo Hương có lời nhắn nhủ với mẹ chồng con gái. Linh nó còn trẻ người non dạ, có gì mong bà lượng thứ và chỉ bảo con ạ. À. Nó có lớn mà chưa có khôn, tôi chỉ lo nó làm phiền lòng bà. Cắt ngang lời nói đó, bà Viễn từng từng đáp lại. Bà thông gia không phải lo, nó dạy ít tôi dạy ít, nó dạy nhiều tôi dạy nhiều. Chỉ sợ nó ngang bướng hỗn láo không nghe dạy bảo. Khi ấy bà đừng trách nếu tôi có động chạm gì đó. Bà hướng tính mặt vì giận, thông ra đúng là chẳng nề năng, nhưng giờ không lẽ lại đối đầu với bà ta thì con gái mình lại khổ nên làng sang chuyện khác. Khi Linh ra về, bà chỉ có thể bịn dịt nước mắt mà dặn dò. Còn bên đó giữ gìn sức khỏe nhá, vợ chồng liệu mà bảo ban nhau. Quan trọng là con phải ngoan ngoãn, hiếu kính, bố mẹ chồng, con biết chưa, như thế mới là dâu hiền. Linh lúc này cũng chỉ biết đáp lại Trước lúc về, lại cho nhà chồng mẹ vui. Vâng ạ, à, mẹ an tâm. Chiếc xe đã khuất xa, mà bà Hương vẫn trông theo mãi. Linh ngồi trong xe nhìn xa xăm. Ở bên ngoài, cánh đồng bát ngát thơm mùi lúa non. Xóm nghèo này mộc mạc, lại xinh đẹp đến lạ. Bên cạnh, chồng cô đang cười mãn nguyện. Có sự bất an trong cô, thì liệu Hùng hiểu được mấy phần cơ chứ? Về tới nhà bà Viễn, lập tức lên mặt với mục đích chấn áp con dâu ngay từ đầu. Hai đứa ngồi xuống đây, mẹ nói chuyện. Là người một nhà, cũng chẳng phải vòng vo làm gì. Hùng và Linh như đứa trẻ ngoan cúi đầu, dạ vâng mà ngồi xuống ghế. Đối diện với bà Viễn, bà ta bây giờ cất giọng thao thao. Thằng Hùng, lo làm việc ở phòng khám cho tốt. Hay Linh bỏ việc bưng bê hầu hạ người khác đi. Ở nhà mà lo chăm lo lợn gà được rồi. Nhà này á chỉ một người được nắm kinh tế. Trước giờ là mẹ, mà sau này thì vẫn thế. Nhà này không có chuyện vốn riêng đâu. Thằng Hùng đi làm có lương về thì đưa tiền cho mẹ lo gia đình. Tiền trợ, mẹ sẽ tính toán và đưa cho vợ mày hàng ngày. Hùng có vẻ xôi xuôi nhưng Linh lại có ý kiến. Thưa mẹ, con nghĩ rằng mình vẫn đủ sức để đi làm ạ. À. Còn Con muốn kiếm thêm thu nhập, chừng nào mệt mỏi bụng to thì con sẽ nghỉ ạ. À. Bà Viễn phản đối. Không được, chị vừa về đã cãi lại mẹ chồng đấy à? Làm bưng bê thì lương được mấy đồng? Rồi người ta biết lại cười cái gia đình tôi, chị bằng chị cứ ở nhà ăn vật cho tôi nhờ chị không nghe mặc xác chị nhưng cháu nội tôi thì tôi phải thương nó linh uất nghẹn rõ ràng là biết mẹ chồng thực chất chẳng lo lắng gì cả chỉ vì bà ta vì sĩ diện và coi công việc của cô là thấp kém hèn hạ linh định phản bác nữa thì hùng nắm tay vợ giật giật ra hiệu cho cô thôi đi đừng cãi mẹ cuộc sống hôn nhân của họ xem ra mới bắt đầu mà đã rất ngột ngạt hùng sau khi biết vợ đã buộc lòng thỏa hiệp thì lên tiếng để mẹ vui. Con thấy mẹ sắp xếp mọi việc rất hợp lý ạ, à. bọn con nghe mẹ, 6 tháng nữa linh sinh rồi, chẳng vài ba tháng là người cũng nặng nề, cứ để cô ấy ở nhà tĩnh dưỡng mẹ ạ, à. tiền nong con sẽ cố gắng làm thêm." Bà Viễn gật đầu, ra điều rất hài lòng về con trai, khi hai vợ chồng trẻ định đứng lên vào phòng thì bà Viễn gọi con dâu lại. Giọng điệu của bà ta đổi nhanh cứ như bật công tắc. "Linh, con quay lại mẹ nói cái này đã." cổ lễ phép mẹ có chuyện gì vậy ạ à? bà ta lại nhỏ nhẹ chỗ vàng cưới có đưa mẹ giữ cho có tìm cách làm ăn kiếm lời đời sống lâu dài chứ đâu phải ngày một ngày hai không biết tính toán á thì chỉ có mà đói mốc mồm sau này còn con cái của chúng mày nữa linh bất lực không muốn cãi lại nên đồng ý vâng ạ à, mẹ để con vào phòng lấy đưa cho mẹ bà viễn vui vẻ đáp ừ nhanh mẹ chờ Tuy qua nỗi thất vọng và thừa hiểu bản tính đều giả của mẹ chồng, nhưng không thể cãi. Thế mà khi đưa vàng ra cho bà ta, mà bà ta vẫn chẳng hài lòng. Bà viện tham lam, ngó lên đôi hoa tai trên người con dâu mà chơ chẽ nói. Đây, mới là nhẫn và vòng vàng, thế còn đôi hoa tai kia, sao không tháo xuống luôn đi? Lần này thì Linh cương quyết. Đó là bên nội, các bác và bà tặng nhẫn, còn vòng là con tự tích cóp mua. Diệt đôi hoa tai này, của mẹ con cho con làm hồi môn ạ. À. Con xin giữ lại, tuyệt không mang ra bán hay đi tặng lại ạ. À? Bà Viễn không hài lòng, nhưng sợ làm quá lại không hay nên đành chịu. Lịnh thì chịu hết nổi, này cô muốn nói chuyện với Hùng cho rõ ràng. Mở cửa phòng, thấy chồng ung dung nằm trên giường, cô lại càng bực mình. Lịnh tuổi thân muốn òa khóc, Hùng nhìn vợ đôi mắt được buồn long lanh như trực giỏ lệ thì an ủi đôi câu. Em chắc không hài lòng với mẹ phải không? Anh biết em ấm ức, nhưng em vì anh, vì con, nhịn mẹ một chút đi em. Anh hứa sẽ cố gắng cân bằng mọi chuyện, để em không phải buồn nữa. Linh tức tối đáp lại. Em vốn là bị khinh thường công việc bưng bê phục vụ, nên mới không cho em đi làm. Sao anh không nói đỡ cho em một câu hả? Không muốn làm yên lòng vợ, lại né tránh trả lời vào câu hỏi trọng tâm mà nói. Em đừng để ý mà làm khổ mình thêm. Em cũng đang mang sai. Công việc đi lại nhiều không an toàn. Em cứ nghĩ tích cực lên đừng có để con mình bị ảnh hưởng linh bực quá nói hết chuyện ấm ức trong lòng ra với chồng vậy còn vàng mẹ nói em đưa cho mẹ là thế nào dù là chính miệng em đồng ý tận tay em đưa nhưng nếu em không làm thế thì mẹ có hài lòng không hay lại thêm ác cảm với con dâu vàng là em được tặng làm vốn riêng đưa cho mẹ thế cần lấy lại thì biết nói sao à khi ấy liệu có dễ như lúc cầm không hùng lại cố gắng xoa dịu thì em để cho mẹ cầm tạm vậy khi cần thì anh sẽ hỏi mẹ. Linh hậm hực nằm xuống giường, quay lưng về phía chồng. Vợ chồng mới cưới, lại không có hạnh phúc trọn vẹn. Linh thì bỗng chốc thất vọng về chồng. Hùng thở dài vì thấy áp lực của việc phải làm hài lòng hai người phụ nữ. Nhưng cậu ta lại cho rằng những chuyện này không quá nghiêm trọng khi phải đứng ra phân giải. Chắc vợ ấm ức vài hôm sẽ hết thôi. Dù gì, mẹ là bậc trên, còn thiệt thòi mà chịu nhị bà một tí thì ông cũng là vậy bà viễn thực ra vẫn luôn rình ngoài cửa phòng của con trai tuy vợ chồng hùng chỉ nhỏ nhẹ nói cho nhau nghe nhưng bà ta thường nghe thấy miệng bà viễn lẩm bẩm Còn danh dám có ý chống đối tao ư đầu của tao lại không đủ sạn bằng mày khôn thì ngoan ngoãn bằng không thì chờ đấy tao sẽ khiến mày sống không nổi ở cái nhà này vậy nhưng ngay một giây thì bà ta lại nghĩ thế cũng hay mày càng vậy tao càng có cơ hội con người thì lại ưa thích tàn ác với nhau như thế, cùng là vận đàn bà mà bà ta chẳng có chút nào đồng cảm với con dâu. Thực ra không phải cứ làm mẹ chồng thì chắc chắn phải đóng vai ác. Nhưng là những người đàn bà vai mẹ chồng, lựa chọn sống ác rồi, đóng đinh cái định kiến rằng làm mẹ chồng phải thế. Xét cho cùng, bà Viễn lại lựa chọn cho mình cái lối sống phản diệt ấy theo một cách tự nhiên nhất đúng với bản chất của bà ta. Một người đàn bà tham lam, khốn nạn, mưu toan và ích kỷ. Sáng sớm hôm sau, Hùng muốn chiều vợ một chút cho Linh dịu lòng. Cậu ta nhẹ nhàng xuống bếp nấu đồ ăn sáng khi vợ còn ngủ. Thế nhưng, bà Viễn muốn chỉnh đối mà thực chất là làm khó con dâu. Nên toàn xem con dâu nấu ăn sáng mà dậy dỗ thì lại thấy cậu quý tử nhà mình đang thái thịt nấu nước dùng để nấu mì thì tức giận quát to. Vợ đâu mà nó không nấu cho mày ăn, mà phải tự nấu thế kia. Có vợ để về chăm sóc, chứ không phải để đội lên đầu mà hầu hạ? Đứa ở nhà thì ngủ trương mắt. Để đứa đi làm phục vụ tới tận mồm hay sao? Hùng vội can. Mẹ, là con cố tình dậy sớm để nấu đồ ăn sáng. Chính còn im lặng vì muốn vợ ngủ thêm. Xin mẹ đừng mắng Linh ạ. À. Bà Viễn lại gào rú lên. Mày đã bao giờ thương mẹ mày như thế chưa? Có vợ thì đội vợ lên đầu luôn rồi phải không hả? Linh nghe thế vội vã vùng dậy. Vừa vơ vội dây thun buộc tóc. Mà nhanh chân xuống bếp. Miệng xin lỗi liên hồi. Dạ mai con sẽ đặt báo thức dậy sớm ạ, à? con xin lỗi mẹ. Rồi cô lại rụp chồng. Anh xem chuẩn bị đi làm đi, để em nấu đồ ăn sáng, tí nữa anh chuẩn bị xong thì xuống ăn ạ. Hùng bất lực, không dám làm gì nữa mà dúi đôi đũa vào tay vợ, bà Viễn lại lên mặt nói con dâu. Chị đừng nghĩ thì chồng thương mà không biết điều, cứ phải nói hiền thì trèo lên đầu lên cổ nó đâu. Tôi là tôi sẽ không chấp nhận việc đấy. Thế nên, chị đừng xem như tôi không tồn tại như thế linh bực quá liền cãi là là con không hề biết anh hùng dậy trước nấu ăn ạ à? mà vợ chồng thì anh nấu cũng đâu quan trọng lắm miễn là bọn con thấy ổn là được ạ à? bà Viễn bực bội dù đuối lý vẫn gào to Chỉ thật là to gan lớn mật con dâu gì mà chân ướt chân ráo về nhà chồng đã cãi mẹ chồng chém chèm chém chèm ra thử hỏi cái nếp nà cái công dung ngôn hạnh của chị ở đâu ông trưởng cáo kỉnh xuống bếp lên tiếng mẹ chồng con dâu nhà này hay quá nhỉ sáng trưa bảnh mắt đã ẩm ý xóm làng là thế nào? Muốn để cho thiên hạ, họ cười vào mặt cho phải không? Mẹ chồng thì lắm điều, con dâu thì nỏ mồm cãi. Linh lúc này lại cúi đầu. Con xin lỗi bố mẹ ạ, là con không nên nói lại mẹ như vậy để mẹ giận ạ. Ông trường lại nạt. Chị cũng nên hiểu thế nào là phép tắc con dâu đi. Mẹ chồng có bực mình mắng mỏ, cũng là người sinh ra chồng chị. Gì thì gì, cũng phải tôn trọng bà ấy, không được cãi. Bà Viễn xem ra đã hài lòng mà bỏ lên nhà. Ông trưởng cũng theo vợ bỏ đi. Linh nhìn nồi nước dùng còn nghi ngút khói sôi trên bếp, mà nước mắt trực trào muốn òa khóc. Lúc này, Hùng mới bước vào dỗ dành an ủi vợ. Anh xin lỗi. Tại anh mà em phải chịu ấm ức rồi. Anh chỉ muốn làm mọi việc để em vui. Anh ngờ thành ra thế này. Linh nhìn chồng rồi lạnh nhạt nói. Anh ăn sáng đi, giờ còn đi làm. Hùng biết vợ giận, cũng chỉ có thể nói em mặc kệ những lời mẹ nói được không vì mẹ miễn cưỡng đồng ý cho chúng ta kết hôn nên tâm lý có phần không thoải mái mặc mẹ nói gì em cứ ngoan ngoãn vâng dạ rồi anh tin mọi chuyện sẽ tốt cả thôi linh phản ứng với thái độ hời hợt em biết rồi lát sau khùng đã đi làm bà viện trên nhà là trịnh thượng gọi con dâu chị linh đâu linh lại lật đật chạy lên phòng khách miệng đáp lại chị dọn dẹp hết cả chưa làm gì thì cũng phải nhanh nhanh cái tay lên chứ chứ đàn bà con gái mà cứ sẩm sở ra là không được đâu tôi là tôi chúa ghét cái kiểu làm à ơi linh vội vã lên tiếng dạ con dọn xong rồi ạ còn gà con đang cho ăn thì mẹ gọi ạ bà viễn tạm thời hài lòng mà đáp lại một từ ừm um, có một từ đó thôi mà bà ta ngân dài tới nặng cả quãng sau đó bà ta đưa tờ 100 trăm ngàn đặt trên bàn rồi giao phó cho con dâu chị đi chợ luôn đi kẹo chưa chờ chưa chặt lại mua phải những thứ ôi hỏng nhớ mua con cá về kho khúc giữa còn đầu với đuôi tôi nấu bát canh thằng hùng nó thích món đó lắm đấy linh cầm tiền ngoan ngoãn đáp vâng ạ con đi ngay đây nhìn theo bóng dáng con dâu ra khỏi cổng bà viễn khẽ liếc dài đã không ưa thì dáng đi bà ta cũng ghét à không phải nói là thở thôi cũng ghét thế nên thú vui của bà ta bây giờ là được hành con dâu và vất vả suy nghĩ có cách nào để hành con dâu Trên cuộc đời thiên biến vạn hóa này Chẳng có gì mà mãi mãi Cũng chẳng có gì là không thể xảy ra Tất cả chỉ cần điều kiện mà thôi Ví dụ nếu nhà linh dầu Bố mẹ có chức quyền Bản thân cô công việc Ở cái tầm viên chức làm văn phòng trở lên Thì mẹ chồng lại thương quá hay chứ Thế nhưng mà Chữ thương nó nặng lắm Không phải ai cũng gánh được Chẳng thế mà nhà vật lý học lỗi lạc Aximed đã nói Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng qua đất lên. Nghe thì hợp lý lắm, nhưng điều kiện mà ông ta đưa chẳng ai đáp ứng được. Vậy thì tình thương dành cho con dâu cũng thế thôi. Vì Linh sao có thể thay đổi được hoàn cảnh hay xuất thân hiện tại? Vì nó là số phận. Linh đi chợ mua rau, cá và những đồ lặt vặt theo lời mẹ chồng dặn thì liền trở về nhà. Bà Viễn đúng theo mục đích của mình, vội cầm túi đồ con dâu đi chợ về, kiểm tra từng chút một như công an lục soát tìm chất cấm Cầm mớ rau, bà ta ỉ ôi Chị lớn tầm này rồi Đi chợ có chọn mớ rau nát như thế à Chị mua rau cho người ăn hay là để nấu cho lợn Tầm này nhặt đi Thì còn được Mấy cọng mà nấu ăn Linh nhìn mớ rau chị phải lá bên ngoài bị dập vì bị đè Nhưng không muốn cãi Nên nín nhịn nhận lỗi Con xin lỗi mẹ Lần sau con sẽ cẩn thận hơn à Bà viễn nguyết con dâu rồi bĩu môi mang tiếng con gái đảm đang của mẹ đấy, mà đi chợ không nên hồn. Mẹ chồng xỉa sói mẹ đẻ, khiến Linh điên máu, lưỡi đã uốn cong, không chuẩn bị bật lại, nhưng lại nuốt cục tức vào trong. Bà Viễn lại không thôi tìm cách hành con dâu, bà ta nhấc con cá đưa ra trước mặt lại ỏng ê chê. Cá chị mua thế này đây phòng, mắt thì trắng hiếu ra, không biết đã ươn từ bao giờ. Bữa cơm muốn đảm bảo, muốn ăn muốn ngon, thì trước tiên nguyên liệu thực phẩm phải tươi cái đã mắt mũi chị để đâu không biết linh hết chịu nổi liền trình bày cả con mua cọt quậy trong bể ạ à. về đến nhà tao không có nước nên mới thế thôi chắc là chưa kịp ươn đâu mẹ ạ à. mang nó vẫn còn hồng ạ à. bà viễn đưa cá giờ trả lại con dâu miệng vẫn không quên mắng linh chị ạ chị giỏi cái cãi thôi đồng nát thì về cầu nôm con gái nỏ mồm về ở với cha bà ta vừa dứt câu thì con cá bỗng nhiên hủy tình nó dãy ruộng cật lực cong đuôi, bật âm âm đập cả vào mặt bà Viễn, khiến cho bà ta ngã ngửa ra sau. Còn cả lúc này cũng lăn lóc dưới nền dãy đành đạch. Quả thật, một người một cá cứ như đang diễn xiếc. Linh siết thì phỉ cười, nhưng vẫn chạy lại đỡ mẹ chồng mà hỏi thăm. Mẹ có sao không ạ? À? Bà Viễn lồm cồm bỏ dậy, thẹn quá hóa giận, nhưng không có cớ gì nên lại quát con dâu. máu số bếp làm thịt nó đi, chứ để nó ươn thối ra đấy à? đúng là gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Bà Viễn tức tới điên người, còn Linh thì được phen khoái trí. Cả đã kho tử chưa, chẳng có gì đáng nói, nhưng điều đến với món canh nấu canh chua thì khác. Nhân lúc con dâu ra sau vườn, bà Viễn đã bỏ cả nắm bột canh vào đó rồi ôm dung lên nhà như không. Xác định canh cá sẽ đậm đà lắm. Bà ta tưởng tượng con trai sẽ thất vọng tột cảm xúc vì món khoái khẩu, bị biến thể thì sẽ chán vợ thế nào lại càng sung sướng biết mấy chuyện nhỏ nhặt thế này chẳng là gì. Nhưng lâu dần, tình cảm vợ chồng cũng sứt mẻ. Khi thấy con trai về, bà ta đon đả. Về rồi hả con? Thế này đi làm có mệt không? Tối nay, có canh cá mày thích đấy. Mẹ bảo vợ mày, nó nấu cho rồi. Hùng thấy gia đình đã yên ổn thì vui vẻ. Dạ, đúng là mẹ thương con nhất ạ. À. Còn vợ thì yêu con nhất. Hai người phụ nữ quan trọng nhất đời con. Bà Viễn nhíu mày. Thôi anh ạ, à, ở đấy mà định thối. Đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Bố mày cũng sắp về rồi đấy. Hùng ngoan ngoãn. Dạ. Thế rồi cậu ta liền xuống bếp với vợ. Thấy vợ đang dọn mâm, Hùng ôm lấy cô từ phía sau và nói những lời đường mật. Nhớ vợ qua vợ ơi. Linh hạnh phúc nhưng vẫn nói dỗi. Nhớ thật không? Hay là chỉ nịnh? Còn nó sau này nhiễm tính thảo mai của anh thì anh liệu hồn với em đấy. Rồi không khí hạnh phúc ấy cũng bị phá vỡ khi chúng ta chẳng mấy bất ngờ. Bữa cơm dọn ra trông rất tươm tất, ông trường còn khen. Món canh cá thơm quá nhỉ? Miệng nói, tay ông ta gắp một mình cá nhỏ rồi lại múc một muôi canh cá có đầy đủ bạc hà và dứa vào bát mình. Nhưng vừa đưa lên thưởng thức thì ông trường đã đặt cái bát xuống một cách mạnh bạo, tỏ thái độ không hài lòng, khiến cho cả nhà giật mình. Hùng và Linh nhìn bố không hiểu, bà Viễn cũng tỏ ra không biết gì mà hỏi. Sao thế ông? Ông trường lẩm bẩm. Đúng là có cá nấu chẳng nên canh. Còn dâu, đâu có phải ngữ mới lớn không biết gì, mà phải dạy từng tí một. Vậy mà nêm cái nổi canh cũng không ra làm sao, sao mà nuốt nổi? Bà Viện hỏi thêm. Thế canh bị gì à? Ông Trường hất hàm. Bà ăn thử xem, con dâu nhà người ta học hành cao rộng, không thông thạo bếp núc thì đã đành. Con dâu nhà mình mang tiếng ít học ở nhà thì phải biết việc nhà cơm nước chứ. Ba người còn lại im lặng, không ai bảo ai đều thử món canh. Hùng nếm thử thấy mặn chát, cứ như cong cả lưỡi, khiến cho cậu nhăn mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Bất ngờ nhất là Linh. Cô biết rõ mình đã lỡ tay, cũng không thể nào nêm mặn tới mức ấy. Biết rõ mẹ chồng dở trò, nhưng mà không có bằng chứng phanh phui, nên lạnh như chết lặng. Bà Viễn ra vẻ tức giận bộc phát, mà đứng phát dậy mắng. Nhà này không ai muốn chết vì bệnh thận đâu. Chỉ nêm cả gói bột canh vào đây hay gì? Thế làm sao mà nuốt nổi? Thằng nào ông ấy lại giận như vậy? tưởng có bữa cơm ấm bụng vậy mà chồng với bố chồng cả ngày đi làm về chị lại nấu ăn cái kiểu này à linh chỉ có thể phản bác dạ con đã nêm vừa rồi ạ à. không hiểu sao lại mặn thế này Chưa còn đâu có khẩu vị mặn tới mức độ này mà nêm canh ạ à. bà viễn lại quát to hơn ừ thì khẩu vị chị không mặn nhưng có chắc là chị đã nếm rồi không hay là nêm bừa đã không biết hối lỗi lại còn hay cãi thứ còn dâu gì đâu không biết hùng lúc này chỉ có thể cứu vạn tình hình dạ vợ con bầu nhiều khi khẩu vị không chuẩn nặng à. Cách mặn thì ăn tạm thứ khác vậy ông trường bà viễn cũng chẳng thể làm gì thêm vì sợ làm quá lại phản tác dụng bữa cơm nặng nề bao trùm khiến cho ai nấy đều khó nuốt khi về phòng ngủ hùng khuyên vợ em từ nay nấu nhạt một chút chuyện hôm nay đừng để bụng coi như là mình rút kinh nghiệm không ai là hoàn hảo cả anh hiểu mà nhưng bố mẹ già rồi, khó tính thành ra nặng lời khiến em buồn. Anh cũng thương lắm. Những tưởng những lời an ủi này sẽ xoa dịu được nỗi tổn thương trong vợ. Thì Hùng bị linh cáu kình đáp lại. Sao anh ngây thơ quá vậy? Em điên đâu mà cho nhiều bột canh, tới nỗi mặn chát lại không biết. Dù khẩu vị có thay đổi, có ăn mặn hơn thì cũng không đến nỗi đó. Chỉ có thể là nổi canh hôm nay bị người ta cố tình đem cho thật mặn thôi. Hùng lại nghĩ vợ thật điên rồi. Cùng suy diễn gì kỳ cục vậy? Nhà có ai khác đâu. Mà mục đích nên mặn canh để làm gì? Lỡ một bữa, anh cũng không trách em. Sao phải nói như vậy? Linh tức qua đáp lại. Mục đích là được mặt sát xúc phạm em thoải mái đấy. Anh không thấy sao? Hùng lúc này thấy vợ quá vô lý thì nàn. Em đừng có hỗn. Ý em lại nói mẹ bày ra trò này ư? Em với mẹ có hiểm khích. Nên lúc nào cũng nghĩ xấu cho nhau. Nhưng em phận làm con. Đừng có láo. Hai vợ chồng trẻ quay lưng vào nhau không ai cho rằng nên làm hòa trước với đối phương. Bà Viễn bên ngoài cửa mừng thầm vì mục đích của mình quá thành công. Bà ta muốn gieo rắc nỗi hoài nghi của con trai về vợ. Thế nên cứ từ từ những trò chơi bẩn của bà ta còn chưa dở ra hết. Một con người nhỏ nhen ích kỷ thì mọi mong muốn cũng chỉ xoay quanh vật chất và đạt được mục đích bằng mọi thứ đê hèn. Bà Viễn vẫn cho rằng mình không sai. Nếu ghét con dâu thì bà mẹ chồng nào chẳng ngứa mắt mà tìm cách giày vò cho thỏa lòng bà ta vẫn đánh đồng chụp mũ tất cả như vậy và mặc nhiên nghĩ con dâu cũng giống như mình từ món cá ấy thì còn nhiều vụ lắm linh dần dần cũng chán và thất vọng về chồng nên chẳng thèm phản ứng nữa thành ra bà viễn thấy buồn bực bà ta muốn đấu mà chẳng ai đấu thì lại chẳng có hứng nữa thấy mình nói hết trời trăng mây gió con dâu cũng chẳng thèm ý ấy thì cũng chỉ có thể trời đồng con loại con dâu nào mặt lúc nào cũng nặng như cái thớt cứ như là ai ăn mất của nhà nó. Linh vẫn lờ đi không đáp, bà ta lại đi nói xấu con dâu với mấy bà hàng xóm. Ơi mấy bà ơi, nhà tôi không đến nỗi nào mà vỡ phải con dâu cứ như trời đánh. Bà Đào lại cà khịa. Thế á, à, tôi thấy nó cũng hiền lành đấy chứ, có phải liếu láo gì đâu, có khi nào bà khó tính quá không? Bà Viễn lại được thể. Gớm, trả cãi như cái đài hai chục ấy, tôi là phải cứng lắm đấy, chứ không thì nó trèo lên đầu. Thấy không ăn được mẹ chồng thì mặt nó xì xì tỏ thái độ. Còn dâu thời này mang mệnh bà dâu hết cả rồi. Bảo anh lại hỏi. Thế thằng Hùng nhà cô không có động thái gì à? Để thế không được. Bà Viễn tỏ ra đáng thương trong tâm thế dở vờ là kẻ bị hại. Thằng Hùng nhà em nó hiền quá. Mà con kia còn đang mang thai. Vì con vì cháu nên cả nhà em cũng có dám làm gì con kia đâu. Bảo anh lại nói thế còn hôm tôi với cô đi coi thì thầy phán vậy cô chắc cũng có nhiều phần tin tưởng chứ chả thế mà thầy phán nhà cô sắp có người là có thằng cháu luôn còn gì bà viễn gật đầu vâng ạ à, thì vì vậy nên em cũng còn nệ vì cái thai trong bụng nó trừ cậu như nó thì còn lâu mà có cửa bước chân vào nhà em cái ngữ mặt hạng vô học ấy càng nghĩ càng cay không biết cái thằng hùng nhà em yêu nó ở cái điểm gì mà nó đi siêu âm về nói là trai thì biết thế chứ để ra mới tin được cái gàn con này lớn lắm bà đào lại an ủi thôi thì vì máu mủ nhà mình bà mặc xác nó bà viễn làm vẻ hiểu biết thôi thì cũng đành thế bảo anh lại tham gia hay là cô cứ thẳng thắn chia sẻ với nó biết đâu chỉ vì hiểu lầm mà mẹ con lại mất lòng nhau cô cứ nói thái độ của con mẹ không chấp nhận được còn có gì không hài lòng thì cứ bày tỏ trừ mặt nặng mảnh nhẹ thì không hay người trong một nhà cả Bà Viễn làm vẻ tiếp thu. Vâng, em biết rồi. Nói rất câu, bà ta chào hàng xóm đi về. Hai bà kia bĩu môi nói với nhau. Cái con mụ ấy cũng đâu phải hiền. Chúng ta còn lạ gì? Về tới nhà, bà ta lại thấy con dâu đang lau nhà. Dù bấy giờ bụng linh đã khá to. Nhưng bà Viễn chưa bao giờ nghĩ sẽ san sẻ giúp con dâu phần nào công việc. Chỉ khi trước mặt con trai thì bà ta mới nhỏ nhẹ và làm vài điều lặt vặt thôi. Tiện thể đang ngứa mắt, thì bà ta lại mắng. Nòm cô đúng là nặng vía. Mặt lúc nào cũng như đơm lê, dày như là mỡ lợn xẻ ấy. Động nói tới thì si cái mặt ra. Đừng có để hàng xóm láng giềng tới chơi, thấy cô lại bảo dâu nhà này hãm. Lưng đùng đỉnh đáp. Con bầu nặng bụng ạ, mẹ thông cảm. Trong người con được thoải mái thì con vui vẻ ngay. Con dâu nói thế, khiến bà Viễn không còn cớ mắng lại hậm hực bỏ vào nhà. Một hôm, Mai lại đến nhà với tư cách con cái trong nhà tới thăm. Vừa thấy mặt con đó, bà Viễn đã reo lên. Ôi, con gái xinh đẹp của bác, bà cũng nhớ con quá rồi đây, này mới tới. Mai niềm nở. Dạ, con cũng nhớ bác lắm ạ, ngặt nỗi con phải đi thực tập. Xong xuôi, con mới về đây thăm bác được, thế nhà mình vẫn khỏe chứ ạ? Bà Viễn nhanh nhậu. Thế vẫn nhớ tới bác à? Đúng là chúng ta tình cảm tương thông. Linh dưới bếp pha trà cười khẩy, rồi mới lạnh lùng, bưng bộ ấm chén lên nhà, rồi mời cho phải phép. Cô mai vào nhà ngồi uống nước ạ. Chả mạn tôi pha, mẹ nói chỉ cách quý mới được mời thôi đấy. Tôi nếm rồi, kể thì cũng hơi đắng, nhưng mà gắng uống thì cũng thấy ngọt. Đúng là kiểu trong chán ngoài khen ấy cô ạ. À. Mai rào hoạt đáp lại. Thế các nào chị so sánh uống trà như dùng người? Cố đấm sẽ được ăn xôi phải không? Nhiều người chê cười vì nắm xôi không bỏ và chịu đòn nhưng em thấy rằng nếu nắm sôi trong khi đang đói khát thì nó giá trị lắm đó là cả mạng sống đấy nên đương nhiên là đáng lắm linh nhìn chằm chằm vào mắt cô ta đáp lại vậy chị e là trước khi được no vì nắm sôi thì đã bị đánh chết rồi phàm ở đời cái gì không phải của mình mà giành giật thì ắt phải chịu tổn thương nặng nề biết thừa linh có ý cảnh cáo mình mai giận tím gan nói lại thì bà viễn quát con dâu khách đến nhà mà chị nói chuyện rông dài gì vậy? Mau xuống bếp thịt con gà để mời em nó ăn. Còn lại nhảy ở đó à? Linh làm vẻ bình thản đáp. Vâng, có biết rồi ạ. À. Rồi cô theo phép lịch sự quay sang nói với Mai. Cô ở lại ăn cơm nhé. Tôi đi chuẩn bị bữa trưa ngay đây. Lâu lắm rồi, mẹ tôi mới vui vẻ như vậy. Mai gắng cười làm như vui vẻ với Linh. Vâng, vậy phiền chị. Lần này cô ta chẳng thèm xuống bếp phụ mà dì dầm to nhỏ với bà Viễn. Cô ta xối, Chắc bác cũng ghét nó lắm nhỉ Thứ gì đâu mà hãm thế không biết Chẳng hiểu anh Hùng bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì nữa Bà Viễn được dịp chút bầu tâm sự Bác cũng muốn tìm cớ đuổi nó đi quá rồi Ngặt nỗi còn đứa bé Đứa cháu đích tôn của bác Lại đầu thai nhầm sang bụng nó Giá mở còn mang thai con của thằng Hùng Thì tốt biết mấy Mai lại quân sư bậy mưu tính kế Hay bác chờ nó đẻ ra Rồi đuổi mẹ nhật con thôi Chỉ cần anh Hùng chịu thì có sẽ về đây thay nó yêu thương anh hùng và làm mẹ của đứa bé luôn, thế là vẹn cả đôi đường." Bà viện sáng mắt. "Vậy thì làm thế nào?" Mai lại thì thầm. "Bác Vũ cho nó ăn cắp tiền hay là vàng gì đấy, nhưng nhớ là phải gài bẫy cho nó không cãi nổi." Lúc ấy, nó không còn chút sức mạnh nào để phản kháng nữa. Anh Hùng thấy vợ là đứa ăn cắp, chắc sẽ chán ghét. Nó sinh con xong, mình đuổi nó đi." Bà viện gật gù, "Thế thời điểm nào là tốt nhất để bác ra tay?" Còn mai lại xối tới thời gian nó gần sinh bác ạ à, khỉ ấy mới là đòn trí mạng hai người đàn bà độc ác lại khẽ nhìn nhau cười mãn nguyện chào ôi thật là bỉ ổi chẳng mấy mà linh mang thai tới tháng thứ tám trước đó bà viễn giả vờ quan tâm con dâu lắm tuy không ngọt ngào nhưng mà đầy tình cảm thấy con dâu dọn dẹp bà ta đon đà. vào nhà nghỉ đi con giữ sức đến lúc mà sinh bầu bí cuối người cũng khó khăn thế nên cứ để mẹ làm linh dừng dừng nước mắt nghĩ rằng mẹ chồng cuối cùng cũng thương tới mình mà xúc động trả lời con làm được mẹ ạ mẹ đừng lo ạ bà viễn gần như dành hết việc nhà không để cho con dâu phải động tay đi chợ thì thường hay hỏi thế hôm nay con muốn ăn gì để mẹ mua đồ về nấu cơm linh ngại ngùng trả lời con thì gì cũng được ạ bà viễn lại tươi cười thế để mẹ hỏi người ta xem món gì tốt cho bà bầu có sức khỏe thì mẹ mua nhé mà muốn ăn gì thì cứ nói đừng ngại linh hân hoan hạnh phúc và ngỡ như đang mơ cô tưởng rằng ông trời đã thấu lời cô thỉnh cầu mà để mẹ chồng thương mình linh thầm hứa sẽ đối với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ không khí ở nhà vì thế cũng bớt nặng nề hùng còn nói với vợ em thấy không em ngoan ngoãn không cãi á dần dần mẹ sẽ hiểu và thương em thấy mẹ chồng nặng dâu hỏa hợp anh cũng yên lòng linh cũng vui vẻ đáp lại vâng em biết rồi ạ à. hùng lại nói với vợ anh biết em chịu thiệt thòi nhiều anh thấy thương em và có lỗi lắm nhưng anh ở giữa nên là không biết giải quyết thế nào mong em tha lỗi cho anh linh gục vào vai chồng thút thít em có trách gì anh đâu thực ra ở nhà bà viễn lại đang lên kế hoạch khác bà ta căn từng ngày để kế hoạch của mình giáp với lúc sinh thì cô sẽ không đi đâu được nhưng mà lại chẳng có lúc nào thuận tiện để ra tay Bà ta đã đem sự chăn trở đó, nhắn tin, kể với Mai thì cô ta lại xui. Hay bác cố chờ nó sinh xong, lúc ấy đón thằng cô về nhà rồi thì chỉ cần đuổi mẹ nó đi, cấm không cho bé còn theo. Bà Viễn nhanh chóng đồng thuận. Ừ, hay là phải thế, khi ấy tiện hơn, chứ nó chưa đẻ thì nó bỏ về, hay đi đâu lại ôm cả cái bụng đi. Dù gì đây cũng là cốt nhục nhà bác mà, nên bác phải dành cho bằng được. Mai lại thảo mai nhắn, Chúc bác thành công ạ. À. Nếu còn được làm con dâu bác, thì con hứa sẽ yêu thương thằng bé, bác yên tâm. Ngày linh sinh cũng đã đến, tối hôm ấy cô tự nhiên thấy bụng đau tưởng cơn nhẹ, nhưng khi vừa bước xuống giường thì nước ối đã vỡ, sợ hãi cô gọi chồng. Anh Hùng ơi, mai chờ em tới bệnh viện, em sắp sinh rồi. Hùng giật mình tỉnh dậy, thì thấy vợ đã ướt hết, liền đỡ vợ ngồi xuống giường rồi họ hết. Bố mẹ ơi, vợ con sắp sinh rồi. Ông trưởng bà Viễn lật đật và chạy sang phòng con trai. Ông trưởng còn lầm nhầm. Đã đẻ rồi sao? Chẳng phải còn nửa tháng nữa cơ à? Bà Viễn gắt với chồng. Còn son nó sinh sớm một chút là thượng tình. Ông mau gọi taxi tới đón đi, tôi lấy đồ. Vậy là cả nhà mỗi công mỗi việc. Khi xe tới bệnh viện huyện, thì Hùng lại dìu vợ vào khoa sản và chờ sinh luôn. Gần sáng, khi Linh gần như kiệt sức, thì em bé cũng được sinh ra. Khi bác sĩ thông báo, Sản phụ Lê Thủy Linh sinh bé trai nặng 3 cân hay. Cả nhà ua lại xem em bé. Bà Viễn vén tã thằng cu ra để kiểm tra rồi mới cưng nựng. Ôi thằng tó con của bà, yếu thế chứ lại, nó giống đặc thằng bố nó. Ông trưởng cũng xùm xe thấy thằng đích tôn, đúng là cả nhà vui vẻ hạnh phúc. Mày còn hùng nghĩ tới vợ mà đưa Linh về phòng hồi sức rồi động viên vợ. Gã khỏe em nhé, vì anh mãi vất vả rồi. Linh mỉm cười mãn nguyện, Cô nghĩ rằng cuộc sống của mình cũng chỉ cần có thế thôi. Bây giờ, bà Hưng mới kịp đến nơi vì con rể báo muộn. Vào phòng, nhìn con gái thần sắc mệt mỏi nằm thiêm thiếp trên giường, bà xót xa thốt lên. Linh ơi, con mệt lắm phải không con? Thường con gái mẹ quá, giờ phải chịu khó bồi bổ cho mau lại sức con ạ. À. Đàn bà vượt cạn là nỗi đau lớn nhất, cũng là hạnh phúc nhất. Linh khẽ đầu đáp lại mẹ. Còn bà Viễn cũng giả nà mà đon đà chào thông ra, Ngày khi bé cháu nội đi tiêm về, thấy bà Hương thì liền vui vẻ chào hỏi. Ôi, bà thông gia đến rồi ạ. À? Bà đừng trách thằng Hùng báo bà muộn nhá. Vợ nó chuyển dạng ngay đêm khuya, sợ bà lo, nên tôi nói nó, sáng hãy báo đấy. Bà Hương cũng đáp lại. Dạ, tôi nào dám trách. Bà lo cho tôi thì tôi làm mừng vì tình cảm thông gia chúng ta cũng vì con vì cháu mà thêm gắn kết. Bà Viễn lại hỏi thăm. Thế ông nhà sức khỏe có ổn hơn chút nào chưa hả bà? Đáp lại bà Hương giọng trầm buồn. Ông nhà tôi đợt này có phần yếu hơn. Ông ấy muốn thăm cháu ngoại mà không đi được. Câu chuyện cũng mau chóng trôi qua. Ba ngày ở viện, bà Viễn và bà Hương luôn khách sáo mà đối với nhau. Nghe thì có phần thân tình, nhưng thật ra kẻ âm mưu nên hỏng lấy lòng người khác. Người còn lại thì chẳng dám tin những gì quá tốt đẹp nên đề phòng. Khi Linh được về nhà thì bà Hương đi sau cùng nhà thông gia đưa con gái về nhà và ăn bữa cơm cũng xin phép. Tôi phải về còn chăm cho ông ấy, thôi thì phiền bà vậy. Trước khi về, bà dặn dò con gái. Còn ăn uống tĩnh dưỡng đầy đủ nhá. Bố mẹ chồng thương thì cũng phải biết điều, phải cẩn trọng mọi thứ từ lời ăn tiếng nói con ạ. À. Bà dặn thế là có ý nhắc con gái cẩn thận. Phần bà Viễn đã không chờ được nữa, Linh khi đã ở cữ được 20 ngày thì bà Viện bắt đầu kế hoạch của mình. Bà ta nói với con dâu. Nước tắm mẹ đã đun rồi. Ngày đầu đây lá thuốc trên rừng của người giao tốt lắm. Để cô Bon đây mẹ chồng cho mà đi tắm gội đi. Linh đáp lại có phần cảm kích. Vâng ạ. Tức thì bà ta bỏ chiếc nhẫn vàng đã chuẩn bị sẵn giấu vào trong rồi để ở làn thơ sinh. Bà ta cố giấu thật kỹ để Linh không thấy luôn mà theo kế hoạch đó thì đồ sẽ không mấy khi động đến, nên Linh cũng sẽ không hay cho tới khi bị lụp đồ. Linh thì vui vẻ, cũng không một chút phòng bị. Bà ta lại ôm dung như là âm mưu được thực hiện một nửa. Nghĩ tới đây, đuổi được con dâu đi thì bà ta lại vui mừng khôn xiết. Nếu bị tội ăn cắp với chứng cứ rõ ràng thì Hùng cũng chẳng bảo vệ được. Mà nếu không muốn bị làm ẩm mỹ thì bà ta sẽ ép Linh bỏ bé Bon lại mà đi. Bà ta cho rằng bởi chứng cứ đó thì Linh 10 cái mồm cũng không cãi được. Ông trời lẽ nào lại dung gian? Khi bà Biện đang tìm cơ hội đổ thừa cho con dâu tội ăn cắp, thì bà Hương lại gọi cho con gái nói. Chủ nhật này không có được nghỉ không? Hay là hai vợ chồng cho cô Bon về ngoại chơi với ông? Bố mẹ xem chừng yếu thêm rồi đấy. Ông ấy mong cháu ngoại lắm. Chỉ sợ là chưa hết tháng cữ. Bà nội nó bên nhà lại không cho đi. Linh ăn ủi mẹ đè. Mẹ chồng con giờ không như trước đâu ạ. Chắc là bà ấy sẽ cho đi thôi ạ. Để hôm nay con xin phép bố mẹ chồng. Và lại gọi taxi đi cũng an tâm thôi mà mẹ. Bà Hương lại nói. Vậy để tí nữa mẹ cũng sẽ gọi điện xin phép bà ấy một câu. Bà Viễn bên ngoài nghe thấy thì khấp khởi mừng thầm. Đúng là thời câu đến rồi. Quả nhiên lát sau điện thoại của bà ta rung chuông. Biết thông ra gọi có mục đích gì. Nhưng bà ta vẫn giả bộ Bà thông ra đấy hả? À? Bà gọi tôi có gì không? Bà Hương liền mở lời. Dạ thưa bà, ông nhà tôi dạo này yếu quá. Ổn nội, ông ấy mong gặp cháu ngoại quá rồi. Nên giờ tôi gọi cho bà, cũng là có lời xin cho mẹ con nó về chơi ít bữa ạ. À? Bà Viễn đáp lại đầy văn vẻ. Kể ra thì tôi cũng chẳng yên tâm lắm. Thằng cô Bón nó còn non quá. Cái Linh cũng chưa hết cữ. Nhưng bà đã nói vậy thì tôi để mẹ con nó về bên đấy chơi với ông bà. Chứ ông mong cháu cũng tội Cháu cũng là cháu chung mà Bà Hương dối rít Cảm ơn bà đã hiểu ạ à. Tối hôm ấy chưa cần có dâu phải mở lời Thì trong bữa cơm bà Viễn Đã nói với con trai Ngày kia là chủ nhật Thằng Hùng gọi taxi đưa vợ con Về bên ngoại chơi nhá Ông ốm lắm mà đang mong cháu đấy Hùng quay sang nháy mắt với vợ Linh cũng bản với chồng Hai đứa tính sẽ nói chuyện với bố mẹ Mà lại được mẹ cho đi luôn Hùng ngoan ngoãn đáp Vâng ạ Linh cũng đáp lại Con cảm ơn mẹ Bà Viễn gật đầu không nói gì Đến sáng hôm ấy Linh dọn thêm đồ vào làn Rồi chuẩn bị chở taxi tới là đi Bà Viễn dặn dò Sáng đấy 10 hôm rồi về nhá Ở nhà bà cũng nhớ bòn lắm Linh đáp lại lễ phép Con biết rồi ạ Rồi làm như nhớ ra điều gì Bà Viễn lại bảo À để mẹ mang vàng ra chả cho mày đeo vào, kẻo bà thông gia lại thắc mắc vàng đâu hết. Dù lòng rất muốn nhưng Linh vẫn gạt đi. Dạ không cần đâu mẹ ạ. Mẹ con có biết mẹ giữ cho thì lại càng an tâm ạ. À. Bà Viễn vẫn không chịu mà đáp, "Thôi, để mẹ vào lấy." Hùng cũng ngăn lại. "Không cần đâu mà mẹ, xe sắp tới rồi." Bà Viễn vẫn không chịu mà vào phòng mình mở kết lấy đồ. Khi trở ra thì tay bà có cầm chiếc hộp nhung màu đỏ rất đẹp rồi bà ta lấy ra đưa cho con dâu, đây đủ cả nhá. Linh đẩy ra có ý không nhận. Mẹ cứ cất đi ạ. À. Con ở nhà thôi chứ có đi đâu mà đeo. Vậy bên ấy thì cũng vậy mà. Bà Viễn mở hộp ra miệng nói, con cứ cầm đi. Rồi bà ta làm như vô tình phát hiện mà hét lên, ơ, ờ, sao lại thiếu đâu một chiếc nhẫn rồi. cả vùng và ông trường đều vội chạy lại. Ông trường trách vợ, bà xem kỹ chưa, đừng có mà vội la toáng lên. Bà giữ. Chưa ai giữ. Hùng cũng cầm lấy hộp trang sức đặt từng món lên bàn để kiểm lại, rồi cậu cũng khẳng định. Đúng là thiếu một chiếc nhẫn ạ. À? Bà Viễn vở như hốt hoảng mếu máu. Trước giờ, mẹ để trong két và không hề động vào nó. Làm sao có thể mất được? Ông trường đưa ra chủ ý. Thế thì có lẽ nào mất trộm. Nhưng mà nhà mình lâu nay đâu có người lạ tới. Bà Viễn ngước lên nhìn hỏi chồng. Hay là ông cầm? Ông trường quát lên. bảo hâm à? Tôi cần việc gì mà lấy? Không tin, bà cứ kiểm tra. Hùng lại nói. Thế mẹ nghĩ kỹ lại xem, đã cất ở đâu? Chứ ở nhà mình sao mà mất được ạ? À? Bà Viễn ngồi thụp xuống nền nhà, nhưng vẫn giả vờ đáp lại. Thôi hai vợ chồng cứ đưa con về ngoại đi, ở nhà mẹ sẽ tìm lại. Nhớ kiểm tra đồ cần thiết xem, mang đầy đủ hết chưa? Hùng gật đầu rồi kiểm lại từng thứ đồ. Đến làn đồ sơ sinh, cậu ta cũng xem lại một lượt, thì thấy có gói nhỉ? Đến làn đồ sơ sinh, cậu ta cũng xem lại một lượt thì thấy có gói nhỏ là lạ nên mở ra xem. Khi ấy, cả bốn cặp mắt liền hướng vào, quả nhiên là chiếc nhẫn vàng. Hùng ú ớ, vì ngỡ ngàng, liền nhìn vợ ý muốn chờ một lời giải thích. Ông trường thì la toáng lên. Tại sao nó lại ở đây? Lý nào? Chiếc nhẫn nó có chân nào? Linh đáp lại. Còn không phải người bỏ chiếc nhẫn vào làn đồ này. Bà Viễn bây giờ cũng khóc bù lu bù loa. Không lẽ Nhẫn không có chân thì ai làm phép cho nó bay vào đây hay sao? Làm gì có chuyện vô lý như thế? Ôi trời ơi là trời, tôi cứ hy vọng chị ngoan ngoãn hiểu chuyện rồi. Tại sao bây giờ lại như thế này hả trời? Linh vẫn chỉ khăng khăng phủ nhận. Còn không hề lấy chiếc nhẫn đó. Bà Viễn lại một chàng kể lệ ra sức xây dựng hình ảnh tốt đẹp của mình. Tôi vốn nào có ưa chị, nhưng thằng con trai ngu dốt của tôi nhất định đòi cưới cho bằng được. Cũng vì chị cố tình răng bẫy để có bầu mà bắt vạ nó thì tôi mới phải chịu. Những tưởng tôi vì con vì cháu đã cố gắng mở lòng mà thương chị thì chị phải biết điều. Ai ngờ này lại nuôi ong tay áo. Từ khi tôi biết bố chị ốm nặng hơn, tôi đã nghĩ nên nói thằng Hùng biếu ông chút ít tiền thuốc thang. Ai rẻ, chị lại làm cái trò này. Nếu mà chị muốn lấy lại vàng mà cho bố mẹ chị thì cũng phải nói một câu chứ. Tôi sẽ trả, sao phải trộm cắp. Nhỡ ngộ hôm nay không phát hiện ra thì tôi mang tiếng chết, chị thật thâm độc. Hùng lúc này cũng chỉ biết can mẹ. Mẹ bình tĩnh đã nào, cứ chú chéo hết cả lên, hàng xóm người ta cười cho. Bà Viễn nạt lại con trai. Thế mày nghĩ mẹ mày phải làm sao bây giờ? Vợ mày nó trộm lại vàng, lại đổ oan cho mẹ mày như thế đấy. Ông trưởng thêm lời. Thôi không nói nhiều, trả hết vàng cho nó, rồi tống cổ nó đi. Thằng bo là máu mù nhà này, nên không được bế đi đâu cả. Tao không có đứa con dâu như thế này. Linh nói lớn như tuyên bố. Còn nói là con không lấy. Bà Viện vẫn tiếp tục gào khóc than trời trách đất. Ông Trường lại ngoảnh mặt đi như không thèm nghe. Linh quay sang hỏi chồng. Anh có tin em không? Thái độ xét nét nghi ngờ vân vân, không dám trả lời của Hùng thật đáng trách. Trong Linh, sự thất vọng lên tới đỉnh điểm. Khi những yêu thương trở nên vô nghĩa thì chẳng còn gì để níu kéo cả. Thì Hùng chưa thể mở lời, thì Linh lại nói tiếp. Chắc là anh cũng không tin em. Vậy thì em sẽ cho anh thấy, ai mới là người giấu chiếc nhẫn đó ở đây? Hôm đó khi đi tắm vào, em đã thấy mẹ anh lén lút giấu đồ gì đó vào làn đồ của cô Bon. Nên âm thầm lấy điện thoại quay lại. Khi xem là chiếc nhẫn, em cũng đoán ngay rằng bà ấy sẽ vu vạ cho em. Giờ anh biết ai là người bị đổ ăn rồi chứ? Tức thì, cô đưa cho chồng xem video trong điện thoại của mình. Hùng nhìn rõ, chính bà Viễn là người làm cái chuyện đó. Cậu ta lại chỉ biết trách móc mẹ mình. Mẹ, sao mẹ lại làm thế? Bà Viễn giật lại điện thoại của con dâu. Nhưng sau khi biết chẳng thể chối cãi thì lại vội gỡ cái mặt nạ mà đáp lại. Thì sao? Vì mẹ ghét nó. Mẹ chỉ cần đứa cháu nội thôi. Bây giờ chúng mày đã biết thì tao tuyên bố luôn. Nếu mày thương mẹ thì cho nó cút đi đâu thì cút. Mẹ sẽ nuôi con mày và kiếm cho mày một người vợ xứng đáng. Hùng hét lên. Mẹ thật là quá đáng. Sao mẹ cứ phải gây chuyện gia đình hạnh phúc yên ấm không tốt hơn à? Sao mẹ lại đảo lộn, làm dối tung mọi chuyện thế này? hùng lại quay sang năn nỉ vợ em à mình sẽ đưa con ra ở riêng nhé anh cũng không ngờ mẹ lại hành động như vậy linh gạt ngay ý kiến của chồng không em không cần nữa mẹ con em sẽ đi anh cứ ở đây là con trai ngoan yêu ngoan ngoãn của mẹ anh từ giây phút anh nghi ngờ em thì lòng em đã chết tâm rồi rồi linh nói với mẹ chồng thằng bé là do con sinh ra con không bao giờ để nó rời khỏi vòng tay con không ai có quyền cướp nó đi được ông trưởng tính làm liều mà rằng cháu nổi lại. Nó là cháu tao, mày trả nó đây. Một tay linh bế con, nhưng sức mạnh của tình mẫu tử đủ để đẩy bố chồng ra và hùng hồn nói với ông ta. Còn trai con nó còn đỏ hòn, bố nhắm cướp nó lại, có thấy mình ác không? Ngay cả pháp luật lẫn nhân quyền hay đạo đức, cũng không ai chấp nhận chuyện tách con ra khỏi mẹ khi nó chưa tròn một tháng. Còn tin là bố không làm được điều đó đâu. Ngày lúc này taxi đã tới nơi, đậu sẵn ở cổng. Bác taxi sĩ không hề biết chuyện gì Nên vui vẻ Nào, nhà mình muốn đi đâu nào Linh liền nói với bác Tài Anh ơi, sách làn đồ giúp em Tức thì cô bé con và cầm luôn hộp trang sức đi theo Bà viện tiếc của lại muốn giữ cháu Nên lại cô chấp quát À, cái con này láo nhỉ Ai cho mày mang cháu tao đi Trả cả hộp vàng đó cho tao Linh ung dung bước lên taxi Rồi mới đáp lại Còn chỉ lấy những gì là của con thôi Bà Viễn toàn đứng lên để hành động gì đó, nhưng bị con trai ngăn lại, Hùng đồng thời cũng cầu xin vợ. em đừng đi có được không? Linh chỉ lạnh lùng mà nói với tài xế. Anh chạy xe lúa giúp em đi. Chiếc taxi lăn bánh, chỉ còn ông bà Trường, Viễn, tức lồng lộn và Hùng thẫn thờ nhìn theo. Lúc này, Hùng mới chất vấn bà Viễn. Sao mẹ lại hành động như thế chứ? Mẹ phá nát gia đình của con rồi. Mẹ có thấy tội lỗi với cháu nội không? Giờ mẹ hài lòng chưa? Bà viễn hừ một tiếng rồi đáp lại lạnh tanh. Mẹ là vì mày, vì con mày. Nên mới kiếm cho mày một con vợ khác. Cho con mày có người mẹ khác thì tương lai mới sáng sủa được. Hùng hét lên. Mẹ thật điên rồi. Giờ cậu ta hối hận vì chưa một lần đứng ra bảo vệ vợ một cách mạnh mẽ. Hùng biết Linh tổn thương và giận mình lắm. Cậu ta phát khùng và ra sức gọi điện cho vợ. Nhưng Linh không nghe máy. Cuối cùng vì chồng gọi quá nhiều nên Linh mới nhắn lại. Anh đừng gọi nữa, cũng đừng sang nhà tìm em. Nếu bố mẹ em biết chuyện, thì em không bao giờ tha thứ lỗi lầm đó của anh. Khi đó, anh đừng hỏng còn cơ hội gặp lại mẹ con em. Hùng bất lực và chỉ biết nhắn lại. Anh biết, em giận anh và hận mẹ. Anh cũng không đủ tư cách xin em tha lỗi cho anh và bà ấy. Vậy thì em về chơi một thời gian bên ngoài. Thì em bình tâm lại, chúng ta sẽ nói chuyện. Vài hôm nữa, anh sẽ sang thăm ông. Lần này, Linh xem tin nhắn mà không trả lời nhìn cô bon còn ngây thơ ngủ trong lòng mẹ mà cô chui xót vô cùng lẽ nào nghèo cũng là cái tội không học cao cũng là cái tội ư nhưng điều mà linh đau khổ nhất là người cô hết dạ yêu thương mang tên chồng lại không hoàn toàn tin tưởng mình phía bên kia hùng cũng không ngừng dằn vặt bản thân tại sao mọi chuyện lại tới nông nỗi này bà viễn hết cơn tức tối vì không giành được cháu nổi, thì rồi cũng lại rừng dưng như không đến giờ phút này Bà ta vẫn nghĩ Linh bỏ đi dù sao cũng hay, rồi Hùng sẽ có người khác thôi. Biết đâu chán vợ không quay về thì Hùng lại chịu tới với Mai. Còn cô Bon, sau này nó lớn, nó khắc tìm về gốc gác như lá rụng về cội thôi. Cùng lắm, Hùng lấy vợ cũng lại sinh cháu cho bà ta thôi. Ôi, cái suy nghĩ khốn nạn và thiện cận tới nực cười. Hùng buồn chán, Hùng ấy cũng bỏ ra khỏi nhà. Cậu ta lại tới thị trấn và để xe ở đầu cầu, còn bạn thân lê bước, bám theo lối mòn thành cầu ngắm từng cột đèn đang chiếu ánh sáng xuống đây nhìn khoảng tối om từ mặt sông lên tới thành cầu cậu ta lại lẩm nhẩm không biết khoảng cách là bao xa đừng ai lo lắng rằng hùng sẽ tự tử vì cậu ta còn tự cười vào cái bản mặt hèn nhát của mình đến việc chết cũng không dám chỉ là bây giờ vợ con đã rời đi bản thân lại không có cớ gì đường đường chính chính có cái cớ để vợ đưa con quay về nên thấy rất tệ cuối cùng hùng quay lại chỗ cũ Nơi chiếc xe máy còn dựng ở đó, rồi lên xe phóng vèo đi. Địa điểm dừng chân lúc này là quán nhậu. Anh lên tiếng gọi chủ quán. Cho em 10 Tiger với đĩa nem ạ. À. Bia vừa ra cậu ta đã khui luôn vào uống ứng ực. Thứ sinh tố lúa mạch này quả là tốt cho tâm trạng. Một mình hùng nhưng uống cũng tới ngưỡng say. Trong người những tiếng ợ phát ra ngoài như để phản ứng lại hơi men, rồi chẳng biết từ đâu xuất hiện một giọng nói quen thuộc. Ơ anh Hùng? Sao anh lại ở đây Anh vui chuyện gì à Sao mà uống một mình thế Hùng ngước lên Dù say nhưng cậu ta vẫn nhật ra Mai Thế nên trả lời quá quyết À không chẳng có chuyện gì cả Tuy không biết chính xác Nhưng Mai cũng đoán rằng Hùng có chuyện gia đình Đây đúng là thời điểm thích hợp dành cho cô ta Mai liền chủ động ngồi xuống Ở ghế đối diện Hùng Mà giả vờ quan tâm Là em cảm giác có chuyện gì đó Anh không thể tâm sự với em sao Thế sẽ nhẹ lòng hơn đây mà biết đâu em giúp được anh." Hùng với giọng lè nhẹ xua tay. "Chuyện gia đình thôi, em không giúp gì được anh đâu, chính anh cũng bất lực mà." Mai lại nhẹ nhàng. "Vậy em uống cùng anh." Hùng không phản đối, nhưng uống thêm vài lon thì Hùng say hẳn, đã đạt được mục đích nên Mai gọi chủ quán. "Em thanh toán bàn này ạ." À. Rồi tiện thể, cô ta gọi luôn chiếc taxi và dìu Hùng lên xe. Địa điểm mà Mai yêu cầu tài xế dừng lại là trước nhà nghỉ Hồng Ngọc ở giữa trung tâm thị trấn. Cho tới khi lên phòng, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngồi trước mặt, Mai lại mỉm cười vui sướng. Phạm là con người, chẳng ai toàn diện và cũng chẳng ai thoát được thất tình mục dục. Nhưng biến mình thành kẻ xấu xa mất hết liêm sỉ như Mai thì hiếm có. Cô ta cố tình úp sọt hùng, tự nhiên không mất công như lần trước mà kết quả lại như ý thì vui vẻ lắm. Cậu ta lột trần hùng ra và cởi bỏ cả quần áo của mình rồi nằm ôm cậu ta ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, khủng tỉnh dậy sốc tột độ, u ớ và không nói nên lời. Mai giả bộ nai tơ, ngồi nhổm dậy kéo chăn, che mình rồi khóc thút thít ở góc phòng. Hùng lý nhí nói, anh xin lỗi, anh không cố tình. Mai lại giả vờ như kẻ bị hại đáng thương. Em không sao đâu, lỡ thì thôi anh ạ, à, cũng là tại em. Con gái không giữ mình nên thành ra thế này. Hùng run run và đưa quần áo cho may mặc, sau đó còn cầu xin. Là lỗi của anh, nhưng vì men xui khiến, anh xin em, em giữ kín chuyện này, hãy trôn vùi bí mật để chúng ta được bình yên. Giờ mà bung bét ra, cuộc sống bị đảo lộn thì sẽ chẳng tốt cho ai. Mai không đáp và chỉ cúi mặt khóc, sau đó cả hai liền rời đi. Mai vẫn âm thầm và thực hiện kế hoạch của mình, còn Hùng lo lắng, chỉ sợ chuyện này có gì bất chắc. Linh về nhà và không hề kể chuyện gì với bố mẹ, Ông bà Minh Hương chỉ thắc mắc với con gái. Thế Hùng không đưa con về sao? Nhưng Linh lại nói dối. Công việc của anh ấy bận quá, mà lần này con cũng về chơi lâu đấy. Vốn họ cũng chẳng nghi ngờ dù bà Hương thấy lấn cấn điều gì đó. Cũng bởi mấy ngày trước, nhà chồng con gái cũng đã vui vẻ, đồng ý cho mẹ con Linh đi chơi. Nhưng tâm sự trong lòng Linh lại chẳng thể vơi bớt. Nỗi uất hận cứ thổi bụng lên rồi nghẹn ứ ở cổ họng. Đã mấy ngày qua cô không liên lạc với chồng và cũng không chấp nhận sự cố gắng liên lạc từ chồng. Nhưng tin nhắn mà Hùng gửi đến thì Linh vẫn đọc. Ngoài tha thiết cậu xin Linh tha lỗi và đưa ra giải pháp sẽ ở riêng thì hôm nay Hùng lại nhắn. Anh nhớ em và con quá rồi. Sáng mai anh sẽ lên thăm bố và hai mẹ con em. Linh cũng chẳng hồi đáp. Thế nhưng kỳ thật là Linh cũng mong chồng. Phần Hùng, cậu quyết tâm dù đến đó bố mẹ vợ có đánh mắng hay vợ giận dỗi mà không mong mình thì Hùng vẫn sang nhà ngoại để được gặp vợ con. Hùng cũng không biết bố mẹ vợ đã biết chuyện gì hay chưa. Bây giờ Hùng hối hận về sự nhu nhược của mình nên cậu ta tự dặn lòng sẽ phải quyết đoán hơn. Chỉ như thế Linh mới an tâm mà quay về. Sáng hôm sau Linh cũng thấp thỏm mong chồng lắm. Cô không nói gì với bố mẹ mình vì sợ ngộ nhỡ Hùng không đến thì mọi người lại trông mong mà thất vọng. Bởi lẽ Linh đã không trả lời tin nhắn ấy, Thế nhưng, vừa sáng sớm, tiếng xe máy quen thuộc đã ở cổng nhà. Lình vui lắm, nhưng vẫn mặc kệ. Bảo Hương ra đón con rể và phấn khởi lên tiếng trước. Sao, sao mà không báo với bố mẹ một câu? Ông ấy cũng đang mong con lắm đấy. May mà gà mẹ chưa thả, thê vào nhà nghỉ ngơi nói chuyện với bố đi, để mẹ bắt gà thịt, làm bữa, ăn trưa. Hùng đoán Linh đã giấu chuyện với gia đình thì vui lắm. Nghĩa là cậu ta vẫn còn cơ hội. Chẳng phải, vợ đã chừa đường lui cho mình sao? Thế nên thuận theo mà Hùng đáp lại mẹ vợ. Dạ, con sang đây không báo để tạo bất ngờ cho vợ con và bố mẹ đây. Trước là thăm bố, sau vì nhớ hai mẹ con cu bon quá rồi ạ. À? Bảo Bà Hương cười tươi. Ừ, con muộn con, vợ chồng càng gắn kết hơn. Thôi thế vào nhà đi. Hùng theo mẹ vợ vào, mang cả quà biếu nhà ngoại. Sau đó vào tận phòng thăm vợ. Linh thì vẫn chẳng quay ra nhìn chồng. Hùng biết vợ giận nên lấy con mà làm hòa trước. Ôi cô Bon, bố nhớ cô Bon quá, trời vài hôm rồi bố đón hai mẹ con về nhé. Bà Hương cũng chẳng tiện khi thấy vợ chồng con gái đang tương phùng tíu tít, nên tránh đi để xuống bếp, bắt ấm nước làm thịt gà. Còn Hùng thấy vợ vẫn chẳng đoái hoài thì nói nhỏ với Linh. Em vẫn giận anh à? Anh biết anh sai rồi, từ nay anh sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con. Anh sẽ hoàn toàn tin tưởng em và không nhu nhược nữa hãy cho anh một cơ hội thể hiện mình vợ nhé linh có phần nguôi ngoai nhưng vẫn cương quyết đáp anh nói thế thì giờ có ích gì ngay từ lúc đầu anh đứng về phía tôi thì có lẽ sẽ khác thực ra tôi không biết nên trách anh quá nhu nhược hay là mẹ anh quá gian xảo đây hùng lại một lần nữa đề cập mẹ thật là đáng trách anh cũng giận mẹ lắm thế nên chúng ta hãy giao ở riêng anh thuê nhà dưới thị trấn để tiện đi làm em chồng con hay có thể bán tạp hóa thêm cho quê quả Việc nhà và chăm con, anh sẽ cố gắng phụ em. Lúc đầu tuy khó khăn nhưng sẽ ổn thôi. Linh lại im lặng và Hùng lại chỉ có thể tiếp tục năn nỉ. Em cho anh một cơ hội được không? Hãy cứ xem như là vì con đi. Linh chỉ có thể đáp lại. Hãy để em có thời gian suy nghĩ đã. Lúc này vô tình, bà đi qua phòng con gái cũng đã nghe được câu có câu chăng. Nhưng không muốn tất cả khó xử nên vẫn vờ như không biết. Cho tới tối con rể đã về thì bà mới hỏi con gái. Nói cho mẹ biết, thì hai vợ chồng con có chuyện gì, thằng Hùng làm gì có lỗi với con phải không? Linh ban đầu vẫn định giấu mà chối. Dạ không ạ, bọn con vẫn bình thường đấy chứ. Bà Hương thở dài mà nói. Mẹ thấy con mấy hôm nay có gì lạ lạ, này lại nghe Hùng đó xin lỗi con. Thế có chuyện gì, nói mẹ nghe xem nào. Bây giờ Linh cũng đành kể đầu đuôi. Mẹ chồng con thực ra giả vờ tốt để con không đề phòng ạ. Nhưng con lại vô tình nhìn thấy bà ấy giấu gì đó trong làn đồ của cu Bon. Nên đã lấy điện thoại quay lại. Thì xem ra thì là chiếc nhẫn vàng. Còn cố tình giả vờ không biết. Thì y như rằng bà ta đủ cho con lấy trộm rồi đuổi đi. Còn Hục lại cứ chần trừ không đứng ra bảo vệ con. Thì con cho anh ấy xem video ấy. Thì bà ta mới không chối. Nhưng con cũng thất vọng với chồng quá mẹ ạ. Bà Hương ôm con gái xót ra. vậy ư? Ừ, sao bà ta lại thâm độc đến thế? Mẹ cũng không nghĩ là bà ta lại tới mức đó đâu. Nhưng thôi con ạ, à, thằng Hùng không có lỗi trong việc đó. Nó cũng đã nói ra ngoài ở riêng thì có cho nó cơ hội. Vợ chồng mới là cốt yếu, bố mẹ chồng không sống mãi với mình đâu. Linh lại ôm mẹ và than thở. Tại con buồn là Hùng không hoàn toàn tin tưởng mà dứt khoát đứng lên để bảo vệ con. Chính chồng của mình còn hoài nghi thì sống với nhau sau này có những chuyện tương tự thì sao hả à mẹ? Bà Hương vuốt tóc an ủi con gái. Mẹ tin, sau lần này thằng Hùng, nó hiểu ra nhiều vấn đề rồi. Nó cũng có cái khó, không thể trên đe dưới búa. Nó cũng có nhiều sức ép lắm. Nghe mẹ nói thì Linh cũng đáp lại. Con cũng hiểu phần nào ạ. Nhưng nghĩ tới con, khi mình phải chịu nhiều buồn tủi thì lòng con không thôi giận được. Bà Hương đưa ra giải pháp. Vậy con cứ để thời gian đi, lòng con sẽ dịu lại, khi ấy sẽ ổn thôi. Linh nỗng nỉu ôm lấy mẹ. Chính cô cũng muốn tha thứ cho chồng, vậy thì cứ để thời gian đi. Ngày khi ấy, Linh cũng không biết, Mai cũng đã nhên nhóm và bắt đầu kế hoạch cướp chồng của mình. Trên đời này có quái gì cũng có thể xảy ra, thế nhưng không phải cái gì cũng là tự nhiên. Từ hôm xảy ra chuyện, Hùng vẫn giận mẹ. Mỗi lần giáp mặt bố mẹ Hùng đều im lặng và không nói, với khuôn mặt bị ai buồn bã. Viện cứ nghĩ rằng con giận vài hôm rồi thôi. Nhưng cả tháng nay, Hùng vẫn cứ lạnh lùng như thế. Có cố gắng hỏi chuyện, thì cậu quý tử cũng chỉ nói một câu. Còn sẽ đưa vợ con của con xuống thị trấn và thuê nhà ở riêng. Lúc này, bà ta mới lo lắng và nói với chồng. Hãy tôi đã quá tay rồi hả ông? Sao thằng Hùng đó vẫn không tha thứ cho tôi? Tôi lại nghĩ rằng, con trai mình dù sao cũng thương mẹ. Trước giờ rất ngoan, rồi nó sẽ nghe tôi thôi. Ảnh à, ngờ nó cương quyết thế. Ông trưởng mấy nay cũng nhớ thằng Đích Tôn đến quay quắt mà đáp lại. Tôi cũng muốn bế thằng Cú Bon quá rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng thấy nhà mình quá đáng. Hay là sang xin lỗi nó một câu, cho nó về, mà nó bế con về cho. Trừ làng xóm mà biết chuyện, cũng sẽ đảm tiếu và trách móc mỉa mai chúng ta thất đức. Bà Viễn sụt xịt. Nhưng mà sang đó thì mất mặt lắm, hay ông gọi điện cho nó với bố mẹ nó là được. Ông trường lại đùn đậy. Ở cái bà này, Thế lúc trước bà bảo tôi, chuyện bà làm thế nào thì kệ bà. Tội đâu bà chịu cơ mà. Bà Viễn lại dãy này. Ông này hay nhỉ? Ông có phải chồng tôi không đây hả? Ai đời không vì vợ được một chút. Sao lúc đầu ông không cản tôi? Giờ thì phủi tay như không biết gì. Ông Trường lại dỗ vợ. Thôi được rồi, để từ từ rồi tôi tính. Bà cũng phải dối nhặng cả lên như thế. Để tối nay thằng Hùng về, tôi nói chuyện với nó trước. Khi ấy bà Viễn mới tạm yên lòng. Còn với Hùng thì cậu ta vẫn thường xuyên sang bên ngoài thăm vợ con. Linh thì vẫn tỏ ra còn giận, nhưng đã quan tâm chồng nhiều hơn. Lại thêm bảo Hưng tác động, thúc đẩy con gái, nên mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Tối hôm ấy, Hùng về nhà với vẻ mặt buồn chán, định sẽ ăn cơm cho nhanh, rồi vào giường nằm, gọi điện thoại chat khôn với vợ để ngắm con. Trừ căn phòng ấy tiếu hơi vợ con, làm sao mà Hùng chịu được. Thế nhưng, trong bữa cơm ông Trường lại lên tiếng. Con này, Bố mẹ biết thời gian qua đã quá đáng với cây linh. Giờ bố mẹ cũng biết lỗi rồi, lại cũng nhớ cu bon quá. Hay là mày đánh tiếng trước với ông bà bên ấy và cái linh rằng bố mẹ sẽ sang nói chuyện mà đón mẹ con nó về lại bên này. Tao và mẹ con mày sẽ xin lỗi ông bà thông gia và con dâu. Chắc họ sẽ vì cú bon mà tha thứ. Hùng chán hàn đáp lại. Bố mẹ lại định giờ cho gì ra? Mẹ lại có kế hoạch gì mới hay sao? Còn hết niềm tin vào bố mẹ rồi. Bà Viễn vội lên tiếng, "Không phải đâu, mẹ thể là không có tính toán gì với nó nữa, mẹ hối hận rồi." Trước thái độ thành khẩn của mẹ, thì Hùng ngước lên nghiêm túc hỏi, "Mẹ chịu sang bên đó xin lỗi vợ con và bố mẹ vợ con à?" Bà Viễn khẳng định một lần nữa, "Ừ. Tối hôm ấy, Hùng nói chuyện với mẹ vợ khéo léo đề cập việc bố mẹ mình sẽ sang, nhưng không nói rõ là xin lỗi mà chỉ thông báo." Dạ Bố mẹ con muốn mai sang bên ấy thăm bố mẹ và vợ con con ạ. À? Bảo Hương bất ngờ, nhưng cũng chỉ có thể đáp. Sao? Ông bà ấy sang đây á? Hùng lúc này mới nói. Dạ, mẹ con hôm nay đã nói hối hận về những chuyện mình làm. Trước hết là sang nhà thăm, sau là muốn nói lời xin lỗi với Linh và bố mẹ. Nếu cô ấy chịu tha lỗi, thì họ muốn đón Cù Bon và Linh cùng về ạ. À? Trước lời đề nghị đột ngột và thông báo bất ngờ của con rể. Bảo Hương suy nghĩ dây lát rồi đáp lại Vậy Còn cứ nói ông bà sang đây Còn cái Linh thì chúng ta không nói gì với nó hết Giờ nói ra Nó lại không chịu gặp ông bà Hùng cũng nghe lời mẹ vợ Vâng vâng, con biết rồi ạ à. Sáng hôm sau Ông trưởng bà Viện đã chuẩn bị đồ từ sớm Để đến thăm thông gia Lần này quà của họ là những gì tốt nhất Và thành tâm nhất Thế nhưng khi xe đậu trước ngõ Thì họ lại chần chừ không dám bước xuống nhất là bà Viễn, bà ta run run cúi đầu, mà người lạnh toát, lòng lại hồi hộp khó tả. Hùng cũng phần nào hiểu được tâm trạng nên khích lệ mẹ. Mẹ mau vào đi, mẹ vợ con đã nói là rất chào đón hoan nghênh bố mẹ đến thăm mà. Ông Trường cũng có cảm giác xấu hổ, nhưng là đàn ông thì cũng phải đương đầu tiên phong nên nắm tay vợ động viên. Mình vào thôi bà. Lúc này bà Viễn mới gật đầu mà cùng chồng theo con trai bước vào. Chẳng ngờ bà Hương đã pha trà sẵn rồi thấy họ vào bà đon đà chào họ trước ông bà thông gia đến rồi đấy à mời ông bà vào Hôm qua, Khổng qua khủng nó cũng đã báo với tôi không còn thái độ trịnh thượng khinh khi như hồi đi hỏi cưới con dâu giờ bà viễn khiêm tốn mà xấu hổ đáp lại dạ cảm ơn bà cho phép tôi tới đây Trượng là có chút quà thăm ông bà sau là hỏi thăm bệnh tình ông nhà có tiến triển gì không ạ à? bà Hương vẫn rất thân thiện mà nói Ông bà cứ ngồi xuống đây uống chén trà đã. Lúc ấy, ông Minh nghe tiếng thông ra tới, nên cũng đã bước từng bước mà lết thân thể ốm yếu. Chào và đáp lại. Tôi vẫn vậy thôi ạ. À. Cảm ơn ông bà nhớ tới. Lúc này, bà Hương mới gọi con gái. Linh à, ra đây mẹ bảo. Linh không biết bố mẹ chồng đến, nên ra ngoài luôn. Thấy họ, cô tính quay lại phòng, thì ông Minh nói với con gái. Linh, ngồi xuống đây đi con. Bất đắc dĩ, cô cũng đành ngồi xuống ghế mà không nói gì. Khi ấy, khổng cũng tranh thủ vào phòng bế con ra. Bà Viễn dưng dưng lên tiếng. Tôi đến đây, sau cùng cũng là muốn nói lời xin lỗi con dâu và ông bà. Tôi suy nghĩ thiện cận ngu sốt, nên đã đối xử tệ với cây linh. Bây giờ tôi hiểu ra mọi chuyện và rất ân hận. Chỉ mong ông bà và con thả lỗi cho tôi những chuyện không phải mà tôi đã làm. Ông Minh tiếp tục lên tiếng. Thực ra, dù mẹ con nó có dấu, thì tôi cũng đã biết mọi chuyện nhưng mình đàn ông không tiện can thiệp này bà đã thành khẩn như thế thì tôi cũng hy vọng cai linh bỏ qua mọi chuyện ông trường cũng xúc động đáp lại nếu linh sau này thấy chưa mở lòng được với chúng tôi thì tôi cũng nghĩ vợ chồng nó ra ở riêng là tốt nhất trước mắt là để vợ chồng con cái nó đoàn tụ rồi cái linh cũng có thời gian để chữa lành tổn thương đến hùng cũng bất ngờ vì bố đã đồng cảm và cho phép đứa con trai một ra ở riêng Thế rồi, trước những thành ý của bố mẹ chồng và tác động của bố mẹ đẻ, cùng ánh mắt ước mong của chồng, thì Linh cũng gật đầu đồng ý. Hôm ấy, thông gia thâm tình bữa cơm đã thật ấm cúng và tình nghĩa. Bế đích tôn trong tay, bà viễn mắt ngân ngấn lệ. Nhớ còn quá, tại bà mà con làm phiền bà ngoại cả tháng nay rồi, giờ về nhà mình nhá. Sau bữa cơm, Hùng lại gọi taxi chở vợ con và bố mẹ về. Cậu ta thấy thật mãn nguyện, nhưng mà sóng gió đâu đã kết thúc bạo qua rồi vẫn còn những dư âm áp thấp ở lại xe vừa đậu trước ngõ cả nhà bà viễn cũng đã thấy một người đứng ở cổng nhà mình người ấy chính là mai cuộc đời cũng giống như biển vậy lớp sóng này xô vào bờ tan ra thì lớp sau sẽ tiến tới chuyện này vừa giải quyết xong thì chuyện khác lại ập tới bất ngờ cùng là một chuyện nhưng với người này thì là vui mà người khác thì là buồn Nhân tình thế thái, có ai giống ai đâu. Hùng thấy mai tới thì sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, mà trắng bệch cả ra, miệng lắp bắp. Mai, mai, em đến đây làm gì? Cô ta chờ cháo đáp lại rất thản nhiên. Em đến thông báo với anh là em mang thai 5 tuần rồi, chúng ta sắp có con đấy. Hùng giật mình vội tỏ thái độ. Em điên à? Đó chỉ là tai nạn. Sao em lại để thành ra như thế này? Anh có gia đình rồi, không thể chịu trách nhiệm với em hãy hiểu và tha lỗi cho anh. Mày đã đoán được diễn biến nên bình thản đến lạ. Vì cô ta nghĩ mình còn đồng minh quan trọng cơ mà. Nhưng Linh thì không như thế. Cô sốc tới ủ tai hoa mắt và không thể chấp nhận những lời nói từ Mai mà cô nghe được nên lại hỏi cô ta. Cô Mai, cô nói gì cơ? Một lần nữa Mai khẳng định. Chị nghe đây, tôi và anh Hùng đã phát sinh quan hệ nhạy cảm và giờ tôi có thai rồi. Xin lỗi chị, nhưng tại chị về không đúng lúc thôi. Sao chị không yên phận ở nhà mình đi? Lại quay về đây làm gì? Ông trưởng lên tiếng thay con dâu. còn vào nhà chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Giờ thằng Hùng đã có vợ con rồi. Làm sao cưới con được? Chuyện thế này cũng không ai mong muốn. Thằng Hùng cũng nói là tai nạn cơ mà. Mai khóc lóc nước nở và gào rất thảm thiết. Cô ta lại bấu víu và ôm chân bà Viễn. Bác ơi! Bác hứa với con thế nào? Này con đã làm được rồi. Bác xem thế nào đứng về phía con chứ. Con của con cũng là cháu bác cơ mà. Bà Viễn lúc ấy lại dỗ ngọt mai. Giờ con về đi nhá, để bác nghĩ cách giải quyết. Còn ở đây mà ẩm ý thì cũng có hay ho gì, có gì bác sẽ gọi. Mai tưởng rằng bà Viễn vẫn là đồng minh với mình nên nghe lời mà về. Trước khi đi, cô ta lườm Linh một cái, ra vẻ chắc thắng và còn nhắn nhủ hùng. Anh không dễ dàng phủi bỏ trách nhiệm với mẹ con em đâu. Dứt câu, mày ném tờ phiếu yên kết quả siêu âm trước mặt Hùng rồi bỏ đi. Hùng đoán cậu ta đã dùng thế lực thị uy mình, nhưng cậu không lo. Cũng lắm là mất việc thì về quê trồng rau nuôi cá. Nhưng cái Hùng sợ Linh sẽ tổn thương. Khi Hùng quay sang thì Linh nước mắt đã rơi không ngừng, cô hỏi chồng để trách móc. Tại sao lại có chuyện này hả anh Hùng? Hùng chỉ biết ôm vợ và đáp. Anh xin lỗi, anh không ngờ lại thế này. Hùng em đi, anh say quá mà gặp Mai cũng ở quán nên chót không làm chủ được bản thân mà gây ra tai họa khi tỉnh dậy thì muộn rồi. Linh khóc nước nở như chết lặng, không bước vào nhà, cũng không nói thêm một câu. Bà Viễn nói nhỏ với con dâu. Vẫn là tại cái sự ngu si của mẹ, kỳ trước đã thêm dầu vào lửa để cái may hành động như thế. Mẹ không biết làm gì để tàn lỗi với con bây giờ. Thằng Hụp có lỗi, nhưng tội này do mẹ mà ra, con bình tĩnh vào nhà đã. Thế rồi, ông trưởng bế cu bon, còn bảo Viễn và Hùng dịu Linh vào nhà để cô ngồi xuống ghế. Lúc này bà Viễn mới hỏi con trai Hùng, mày nói cho mẹ biết chi tiết mọi chuyện ra làm sao Hùng thành thật kể lại Hùng Linh về ngoại Con buồn quá cô đi nhậu một mình Khi con ngà ngà say Thì không biết mày ở đâu tới Cô ấy uống cùng con Đến lúc con không biết gì nữa Sáng hôm sau tỉnh dậy Con thấy mình ở với Mai Trong tình trạng cả hai đều Thực sự con không nhớ gì cả Và con cũng không biết tại sao lại thế Linh vẫn im lặng và không tỏ chút thái độ ông trường lại thở dài bà viễn suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra ý kiến có khi nào cái thai là giả dạ mà nó cố tình bẫy thằng hùng để đòi chịu trách nhiệm không rồi bà lại hỏi con trai hùng mày nhớ cho kỹ rồi nói cho mẹ biết thế hôm ấy mẹ có chút ấn tượng hay có cái gì cảm giác về chuyện thể xác hay không hùng đáp lại rõ ràng con không hề biết gì cả cho tới tận sáng hôm sau đã thấy mai nằm bên cạnh rồi bà viễn lại thêm chắc chắn Thế thì 100% là nó bày trò gài bẫy rồi. Mà đàn ông say tới mềm như bún, chẳng biết mô tê gì thì làm ăn được gì nữa. Hùng lại sốt sắng. Nhưng giờ phải làm thế nào hả mẹ? Bà Viễn ôn tồn nói. Trước tiên, phải bình tĩnh để tìm cách lật tẩy nó. Bất chợt bà hỏi con dâu. Chuyện thế này cũng là do thằng Hùng bị cây mai cho vào chồng thôi. Còn lại tha thứ cho nó lần này nhé. Mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con. Linh không nói gì và chỉ khẽ gật đầu. Linh đã hiểu mọi chuyện nên cũng không trách chồng nữa. Còn bà Viễn đã an tâm mới thở phào nhẹ nhõm, ông Trường lại ra kê sách. Lôi cổ con Mai tới phòng siêu âm thì ra ngay thôi mà. Hùng lắc đầu. Nhưng chính Mai còn có phiếu siêu âm. Nếu cô ta làm giả thì mình cũng khó lòng lôi cô ta đi siêu âm được nếu cô ta không tự nguyện ạ. À. Bà Viễn lại có ý nghĩ lóe lên mà sai chồng. Ông ra cổng, nhặt phiếu siêu âm của cái Mai vào đây. Rồi bà lại ra lệnh cho con trai. Thằng Hùng, mày theo địa chỉ này, tới phòng khám đó, tìm cách lấy bằng chứng, còn mai nó mua chuộc bác sĩ. Thế là xong. Cả nhà bây giờ thật đồng lòng, Linh trên môi cũng nở nụ cười yên tâm. Một tuần sau, bà Viễn gọi Mai đến. Cô ta tưởng rằng bà Viễn đã đuổi Linh đi thì vui vẻ lắm. Nhưng vừa đến nơi, cô ta đã thấy chính thất trễm trễ ngồi đó. Nhà có đầy đủ cả vợ chồng ông Trường, bà Viễn cùng Hùng. Cô ta trách móc bà Viễn bác vẫn chưa đuổi chị ta đi sao à? ạ cái thai của con ngày một lớn hơn rồi đấy bà viễn với giọng điệu nghiêm túc mà nói con ngồi xuống đi chúng ta sẽ nói chuyện này chính bác trước vị không ưa con dâu nên đồng bưu cho con dụ dỗ thằng hùng nhưng bây giờ bác muốn gia đình yên ấm nên con dừng lại đi chúng ta xem như chưa có chuyện gì mai bất ngờ bị dội cao nước lạnh thì thay đổi thái độ với bà viễn mà xéo sắt bác nói gì cơ ạ à? chính bác xui con muốn có được con trai bác thì phải dở thủ đoạn Giờ con thế này rồi, thì bác lật mặt phủi tay, sao bác cháu trở thế? Bác hại đời con thành ra thế nào rồi? Nhà bác khốn nạn vậy? Bụng tiếp lời. Khi mọi chuyện chưa đi quá xa, để chúng ta còn tôn trọng nhau, thì tôi yêu cầu cô bình tĩnh và đừng có mặt sát gia đình tôi. Cô và tôi hôm ấy chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Cô đừng có bày trò ăn vạ. Mai vẫn cứng miệng gầm lên. Anh nói tôi ăn vạ Trong bụng tôi là cái bầu tháng rưỡi của anh. Mà anh nói anh chưa làm gì tôi à? Đồ vô trách nhiệm. Hùng lúc này mới tung bằng chứng ra. Hôm qua, tôi đã đến phòng khám Ngọc Hà. Bác sĩ Cường khi bị tôi chất vấn rằng làm giả kết quả lại còn chối. Nhưng tôi nói với anh ta rằng tôi đã ép cô đi siêu âm và không hề có cái thai. Thì anh ta đã thừa nhận hôm đó cô cho anh ta 500 ngàn để làm cái phiếu siêu âm giả đó. Cô có nghe ghi âm lời thú nhận của anh ta không? Mai bị lật tẩy thì đứng lên quát ẩm ý một lũ khốn nạn coi tôi như con ngốc mà trêu đùa các người đều cắn khác gì tôi ông bà thì cũng bị ôi kém gì anh cũng là nhờ quan hệ với bố tôi thì mới có công việc tốt giờ thì mơ đi nói xong cô ả à quay mông và đi thẳng hùng thì thầm với vợ nếu anh không xin được việc chỗ khác mà về làm nông thì em có bằng lòng không linh bình thảm đáp lại có ạ à. hùng ôm vợ thật chặt trong cậu giờ chỉ thấy hạnh phúc chứ chẳng phiền lo Ông trưởng bà Viễn sợ biết mai ghê gớm nanh nọc thế thì lại sợ rồi. Giờ họ biết trình độ học vấn không thể hiện phẩm chất con người. Cũng may mọi chuyện còn cứu vãn được. Hy vọng từ nay cả nhà sẽ luôn được an yên, chỉ có thế thì mới hạnh phúc được. Nhưng cả nhà đã cùng đồng lòng thì chắc chắn mọi bão rông sẽ vượt qua. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe xong bộ truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với Thu Hà. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bộ truyện tiếp theo.